Chương 21, liệt diễm quả. Không cần nghĩ cũng biết sau khi về nhà, sắp sửa đối mặt chính là cái gì, những ngày này bọn hắn náo càng lúc càng lớn, xem ra rốt cuộc kinh động đến trình lão gia tử rồi. Túy miêu ngoại trừ ngày đó thanh tĩnh, vài ngày sau đó là mỗi ngày mắt say lờ đờ mông lung như cũ, gần 10 năm sống mơ mơ màng màng, hắn đã không có ly khai rượu rồi, giờ phút này nghe đại thiếu gặp nạn, vỗ mạnh bàn một cái nói, liều mạng với ngươi, tống phúc cùng đổ thân đổ mồ hôi lạnh, liều mạng cùng trình lão gia tử, ngươi có chính cái mạng cũng không đủ để trình lão gia tử đập một cái, tống phúc vỗ bả vai trình cung, đại thiếu, ta ủng hộ ngươi trên tinh thần, ân, ân, bàn tử liên tục gật đầu, hắn nói cũng là ta muốn nói, ngươi yên tâm đi, trước khi ngươi ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiêu hết tiền, từ lúc bàn tử bị gia tộc đuổi ra, mấy người trình cung cùng nhau góp một khoản tiền cho bàn tử, bởi vì lúc kia hắn đã bị hạn chế đánh bạc. Hơn nữa lúc kia mỗi ngày có người giám sát và điều khiển hắn, vì vậy đám người trình cung kiếm tiền cho hắn, lúc ấy nghĩ chính là vì trợ giúp bàn tử, nhưng mà bàn tử lại không muốn. Cuối cùng trình cung liên hợp túy miêu cùng sắc quỷ đánh bàn tử một trận, sau đó đem tiền cho hắn, nói cho hắn biết, hảo hảo thay mọi người quản lý tài sản, có lợi nhuận sẽ cho ngươi nhiều hơn. Từ đó về sau, ba người ngoại trừ tiêu dùng tất yếu ra, tiền đều ném tới chỗ bàn tử điều này cũng làm cho bàn tử có tài chính thành lập sự nghiệp đợi bàn tử thật sự kiếm được tiền bọn hắn dùng tiền cũng là trực tiếp lấy từ bàn tử lần này có thể nói là số tiền lớn nhất so với bàn tử nhiều năm kinh doanh cũng nhiều hơn một chút nhưng quy củ vẫn là dựa theo trước kia xử lý bọn gia hỏa không có nghĩa khí nhưng nếu như lúc này mình trở về nhất định sẽ bị trọng phạt bị bế quan là không thể thiếu rồi trong thời gian ngắn thật đúng là đừng nghĩ ra ngoài có tin tức liệt diễm quả chưa Trình Cung đột nhiên ngẩng đầu nhìn bàn tử dò hỏi. Trình Cung nói chuyện xoay chiều quá nhanh, bàn tử cũng sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Đã tìm được một ít manh mối rồi, vốn ta còn tưởng rằng đưa ra giá cao có thể mua được tin tức, lại không nghĩ rằng người biết không ít, nhưng mà không có người bán. Trước kia ngược lại là có một liệp yêu giả đến thăm, hắn nói đã từng thấy qua, địa chỉ kia chúng ta đã mua lại rồi, ta bên này đang chuẩn bị mướn liệp yêu đội tiến vào yêu thú xâm lâm, đồng thời cũng bắt đầu phái người khuếch trương phạm vi thu mua, tin tưởng không bao lâu có thể có tin tức. Liệt diễm quả chưa tính là thiên tài địa bảo đặc biệt đắt đỏ quý trọng, quan trọng nhất là người biết rõ chỗ dùng không nhiều lắm, cho nên bình thường mua sắm cũng không dễ dàng. Bởi vì coi như mấy vị đang đạo đại sư cũng không biết giá trị loại quả này, loại quả có lực phá hoại 10 phần thì có chỗ lợi gì, có còn có một danh tự khác tên là phá hoại quả, đã từng có người muốn trộn lẫn vào bên trong những dược vật khác, kết quả lại làm dược vật này bị hủy diệt, thậm chí có đan sư bởi vì vậy mà bạo đỉnh chết, thời gian dần trôi qua, liệt diễm quả trở thành dược liệu nguy hiểm vô dụng, tự nhiên không có người mua bán, yêu thú xâm lâm, đột nhiên hai mắt trình cung tỏa sáng, đây chính là nơi tốt. Bây giờ mình ngoại trừ muốn điều dưỡng từ bên trong, bổ dưỡng thân thể tăng tiềm lực lên ra, rèn luyện bên ngoài cũng không thể thiếu, cái gọi là rèn luyện bên ngoài cũng không phải là ở đế đô đánh vài trận là được đó là cần trải qua sinh tử chém giết đối mặt vô số khảo nghiệm tử vong mới được người phát hiện liệt diễm quả có thực lực gì hoán cốt kỳ tầng thứ bảy nhưng là cái càng già càng lão luyện quanh năm xuất nhập yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú thu thập dược vật mà sống trình cung ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng chính là hắn rồi ngươi lập tức dẫn ta đi gặp hắn thiếu gia lão gia tử thật sự rất giận ngươi mau trở về a tiểu tuyết ở một bên cũng ngây ngẩn cả người mình dốc sức liều mạng chạy tới báo tin sao thiếu gia không thèm để ý chứ cho nên ta mới tạm lánh mũi nhọn nàng về trước đi đúng rồi tận lực kéo dài thời gian một ít sau khi trở về dựa theo những dược phương ta đưa cho nàng tiến hành luyện chế theo chất lượng còn nữa nhất định phải cố gắng tu luyện nhanh chóng đạt tới hoán cốt kỳ nếu như thiếu thứ gì hoặc là cảm giác gặp được bình cảnh có thể đi linh lung các không cần khách khí cùng các nàng hiện tại các nàng đầu nhập bao nhiêu cũng là tiền lời về sau cho nên nên hỏi cứ hỏi, nên dùng cứ dùng, nên mượn cứ mượn. Bàn tử, chúng ta đi, những ngày qua trình cung trốn ở chỗ này, âm thầm cho bàn tử tìm người gọi tiểu tuyết đến, một phương diện là cho nàng thêm dược phương, một mặt khác cũng là bảo nàng đưa tới một ít dược vật luyện chế gần đây, đồng thời điều tra tình huống tu luyện hiện tại của nàng, cho nên tiểu tuyết mới có thể biết trình cung ở đây. Huyệt thái dương của bàn tử đột nhiên nhảy lên vài cái, không phải đại thiếu muốn đi yêu thú xâm lâm chứ. Cái này cũng quá điên cuồng a, à. vừa định hỏi thăm đã phát hiện Trình cung nhảy lên bờ, hắn cũng vội vàng đi theo. Đại thiếu, không phải là ngươi muốn, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Khục. Khục, đại thiếu, không mang theo ngươi như vậy rất dọa người đấy, kỳ thật bây giờ chúng ta có đầy đủ tài chính, tốc độ mình đi tuyệt đối không bằng thuê Liệp yêu đội, nói sau cũng nguy hiểm a, à. bây giờ chúng ta có thể liều là nhờ có phụ thân, gia gia, gia thế, nhưng sau này thì sao? chúng ta hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình, hiện tại ta đi trước, về sau các ngươi đều được đi, chỉ có làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có tiền vốn hung hăng càng quấy, quần là áo lược, đợi về sau thời điểm chúng ta có con, còn có thể dạy bọn chúng, cha ngươi năm đó là liều đi ra như thế nào, hiện tại tiểu vương bác đã ngươi mới có vốn liếng hung hăng càng quấy, ngẫn người, hóa đá, mê mang, tỉnh ngộ, khiếp sợ, bàn tử đứng tại trên đường cái, biểu lộ trên mặt vô cùng phong phú biến hóa rất nhanh, đại lục có một phần ba diện tích bị yêu thú xâm lâm chiếm cứ, ngoại trừ quốc gia nhân loại không ngừng chém giết ra, yêu thú là uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại, bất kỳ quốc gia nào cũng có một phần ba binh lực dùng để đối kháng yêu thú, mà thời điểm trước khi thú triều tịch quyển thiên hạ, một vị siêu cấp cường giả sáng lập liệp yêu mạo hiểm liên minh, đây là một tổ chức rời rạc lại siêu cấp khổng lồ, bất luận là đại lục hay quốc gia nào, tất cả đều có phân bộ của nó bọn hắn không tham dự đấu tranh các nước, hết thảy chỉ là nhằm vào yêu thú xâm lâm. Liệp yêu giả là chức nghiệp mà liệp yêu mạo hiểm liên minh gọi những người tiến vào yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú. Mạo hiểm là danh xưng, không quản mục đích của bọn hắn là đi vào bên trong hái thuốc, tầm bảo, hay là săn giết yêu thú. Chỉ cần bọn hắn không ngừng dùng lực lượng bản thân trùng kích, giết chóc yêu thú, thì là một gã liệp yêu giả. Liệp yêu mạo hiểm liên minh sẽ cung cấp một ít tài nguyên cùng sự thuận tiện cho liệp yêu giả càng chọn lựa liệp yêu giả ưu tú tiến vào tổng bộ huấn luyện, liệp yêu mạo hiểm liên minh có thể thu mua những đồ vật mà liệp yêu giả bán ra, thương nhân cũng sẽ hợp tác cùng một ít liệp yêu đội cỡ lớn, thời gian dần trôi qua đã hình thành một thế lực cực lớn, năm đó Trình cung thường xuyên thu mua một ít dược liệu cần thiết, hoặc là bán ra một ít đồ vật vô dụng cho liệp yêu mạo hiểm liên minh, tổng bộ của liệp yêu mạo hiểm liên minh ở trong Vân Ca Thành Lam Vân Đế Quốc rất to lớn, đi vào trước hết là một căn phòng thật lớn trong đại sảnh có hơn 10 lối đi, bên trên mỗi lối đi đều có một chữ to ghi rõ bên trong là làm cái gì, thuê liệp yêu giả độc lập, thuê liệp yêu đội, khu giao dịch dược liệu, khu giao dịch yêu đan, khu yêu thú, khu giao dịch dược liệu trân quý, vốn là từng quốc gia đều có tổ chức buôn bán của mình, nhưng cuối cùng đều không thể toàn diện bằng hợp tác cùng liệp yêu mạo hiểm liên minh, nếu không căn bản không có biện pháp sinh tồn, có thể chống lại tổ chức này. Cũng chỉ có đan sư liên minh cùng luyện khí sư liên minh. Ba tổ chức lớn này trải rộng đại lục, bất kỳ một quốc gia nào cũng có phân bộ của nó. Bàn Tử tiến đến nơi đây cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn giới thiệu cho Trình Cung, sau đó hắn sử dụng truyền âm nói: "Hiện tại chúng ta đã có tài chính, ta định ở chỗ này mở một quầy hàng thu mua dược liệu cho chúng ta, so với trực tiếp mua sắm cùng thương nhân ở bên ngoài thì lợi nhiều hơn, vận khí tốt còn có thể gặp được cực phẩm." Trình Cung đối với nơi này cũng không xa lạ gì, nghe được Bàn Tử nói, trình cung không khỏi cười nói tại đây đều là càng già càng lão luyện trừ khi ngươi phái người mang đủ đang dược cùng vũ khí tiến vào yêu thú xâm lâm còn phải dưới tình huống bảo chứng không chết không bị cướp bóc tiến hành giao dịch tại đó nếu không muốn ở chỗ này dùng giá thấp mua thứ tốt cơ hội cùng bị sét đánh không sai biệt lắm bàn tử trừng mắt nhìn chưa từng thấy đại thiếu tới đây sao nói giống như so với mình còn quen thuộc hơn vậy tứ thiếu gia người ta đã tìm được hắn ở bên trong đang chuẩn bị đi ra ngoài Lúc này, một thanh niên vẻ mặt khôn khéo, đại khái khoảng 20 tuổi xuất hiện, nhìn thấy bàn tử liền bước nhanh tới cung kính nói, bàn tử khoát tay chặn lại, ý bảo hắn lập tức dẫn đường. Tứ thiếu gia, trình cung nhìn bàn tử, lúc nào hắn có cái tên này, sao mình lại không biết, huynh đệ chúng ta có bốn cái, ngươi là đại thiếu, ta nhỏ nhất, tự nhiên là tứ thiếu gia rồi. Bàn tử nói xong, nhỏ giọng nói, người ở đây rất phức tạp, tự nhiên phải coi chừng một chút, đại thiếu ngươi không phải đã nói sao, không có thực lực đừng giả vờ ngưu bức hiện tại ta trước ít xuất hiện một chút tùy tiện kiếm một ngoại hiệu để tránh cho người ta chú ý tránh cho người ta chú ý tránh cho người ta chú ý trình cung đã có chút bó tay rồi trong nội tâm hận không thể lập tức hét lớn một tiếng mẹ nó với dáng người của ngươi chẳng lẽ không thấy vừa tiến vào là có vô số người chỉ rõ sao đổi một trăm cái danh tự cũng không có thể che giấu được a à, thật sự bó tay đối với bàn tử này rồi lúc bài bạc tâm tế như phát nhưng thường xuyên làm ra một ít sự tình làm cho người ta dở khóc dở cười. Hơn nữa hình như tất cả sự tình dở khóc dở cười, đều là bởi vì hắn không cách nào nhìn thẳng vào dáng người của mình tạo thành. Hộ tống thương đội vượt qua yêu phong hạp cốc, chiêu nạp hoán cốt kỳ 8 tầng trở lên, đãi ngộ cao, tiến vào 2.000 dặm, sưu tầm dược liệu, săn bắt yêu thú, tuyển siêu cấp cao thủ tẩy tủy kỳ, có đang dược nhân cấp trả thù lao, chấm chấm chấm. Trong này cũng cực lớn, chung quanh có không ít tồn tại như cửa hàng, bình thường bên trong chỉ có mấy người. Bọn họ đều là nhân viên của một ít thế lực, thương gia mời chào cố định, bọn hắn cũng thường xuyên mời chào đại lượng liệp yêu giả tự do tham gia một ít hành động, mà trong đám người thì trực tiếp có một ít người hô hào, hấp dẫn một ít liệp yêu giả đi qua hỏi thăm, vị này tự là Ba Phong, còn gọi là Phong Báo, liệp yêu giả cấp 2. Thủ hạ bàn tử mang theo trình cung cùng bàn tử đi tới một đại sảnh, đi tới trước mặt một đại hán niên kỷ chừng 30, tóc rất dày, khuôn mặt nghiêm nghị, ở liệp yêu mạo hiểm liên minh, cái gọi là liệp yêu giả cấp 2, là chỉ liệp yêu giả hoán quốc kỳ, thoát thai kỳ chính là liệp yêu giả một cấp, hoán quốc kỳ là liệp yêu giả cấp 2, tẩy tủy kỳ là liệp yêu giả cấp 3, dùng cái này suy ra, nghe được có người giới thiệu chính mình, ba phong còn tưởng rằng có lão bản muốn thuê mướn mình, lập tức che bộ ngực nói, không phải ba phong ta mặc dày, nhưng trong phạm vi 5.000 dặm của yêu thú xâm lâm trong Lam Vân Đế Quốc, ta nhắm mắt cũng có thể ra vào tự nhiên, nếu như các ngươi muốn dựa vào, là bàn tử ngươi, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi biết, coi như là tin tức, chỉ cần giao dịch ở liệp yêu mạo hiểm liên minh thì không thể đổi ý, ta đã giao nộp phí cam đoan rồi, vốn là ba phong đang vỗ bộ ngực thề son sắt, đột nhiên thấy bàn tử, lập tức cảnh giác lui về phía sau một bước, trong lòng tự nhủ may mắn là mình nộp phí cam đoan, đã biết rõ bàn tử này sẽ đổi ý, dù sao chỉ là nhìn thấy liệt diễm quả, mình lại lấy của hắn một ngàn lượng bạc, cơ hồ tương đương với mình thu nhập mấy tháng, chương 22, quá phá sản rồi. Bàn tử rất là khinh bỉ liếc nhìn ba phong, thật sự là không kiến thức, mấy ngày nay thiếu gia thắng có mấy trăm vạn lượng, ai sẽ quan tâm chút tiền nhỏ kia, đừng khẩn trương, không phải chúng ta đến đòi tiền ngươi, chúng ta tìm địa phương thanh tĩnh nói chuyện. Trình cung không muốn làm trễ nải thời gian, khi nói chuyện ngẩng đầu nhìn một chút, thấy xa xa có địa phương ngồi nói chuyện hắn chỉ thoáng một phát. Lúc này Ba Phong cũng ý thức tới, nơi này chính là liệp yêu mạo hiểm liên minh. Hiển nhiên hắn rất ít làm loại sự tình nâng giá lên này. Đây là lần đầu tiên nên mới chột dạ. Nếu không cũng sẽ không giao ra một phần mười cho liệp yêu mạo hiểm liên minh làm phí cam đoan. Một khi giao dịch xảy ra chuyện gì, liệp yêu mạo hiểm liên minh sẽ đứng ra làm trọng tài. Đây cũng là một loại bảo hộ đối với liệp yêu giả tránh cho một ít đại gia tộc hoặc là thế lực lần ức hiếp liệt yêu giả tự do vốn sau khi chúng ta mua tin tức xong là muốn mời liệp yêu đội khác giúp chúng ta hái trở về nhưng gần đây ta vừa vặn muốn đi yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện cho nên coi cái này thành một mục tiêu vừa vặn ngươi biết địa phương ta muốn thuê ngươi theo ta đi một chuyến sau khi mọi người ngồi xuống trình cung nói thẳng ý đồ đến của mình ngươi đi lịch lãm rèn luyện ba phong dò xét trình cung một lượt sau đó nói nguyên khí vào xương chưa nếu như nguyên khí chưa vào xương thì không nên đi, dù sao tiến vào một nghìn dặm trong yêu thú xâm lâm, yêu thú tam cấp, tứ cấp đã rất nhiều. Trình cung cười nhạt một tiếng, nguyên khí trong cơ thể có chút vận chuyển, trên hai cánh tay lập tức xuất hiện một tầng hào quang hỏa hồng lóe lên rồi biến mất. Hoán cốt kỳ tầng thứ hai, ở các đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc thì không coi vào đâu, thậm chí bị phán không có tiền đồ gì trên võ đạo, nhưng ở bên ngoài lại bất đồng. Dù sao đẳng cấp bất đồng, thì ánh mắt yêu cầu cũng bất đồng, ở chỗ này tẩy tủy kỳ đã là siêu cấp cao thủ, phạt mạch kỳ được coi là tồn tại võ trung thánh giả, hoán cốt kỳ tầng thứ hai, không tệ, không tệ, còn trẻ như vậy đã có thành tích này. Nếu ngươi mời liệp yêu giả khác, trừ khi ngươi dùng nhiều tiền mời tẩy tủy kỳ, nếu không phải mời một tiểu đội liệp yêu hoán cốt kỳ bảo hộ mới được, cho dù hoán cốt kỳ tầng thứ 9 cũng chưa hẳn dám một mình mang ngươi tiến vào 1.600 dặm trong yêu thú xâm lâm bất quá hôm nay vẫn khiến ngươi không tệ gặp được ta ba phong vỗ ngực nói có ta mang ngươi theo tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi nhưng giá tiền của ta so với bình thường cao hơn một chút cái này các ngươi có thể đi hỏi những người khác cũng không phải là ta tăng giá ở kiếp trước xác thực trình cung cũng thường xuyên liên hệ cùng liệp yêu mạo hiểm liên minh nhưng đều là liên hệ cùng những nhân vật chuyên môn tiếp đãi khách quý siêu cấp loại đại sảnh này hắn rất ít tiếng vào tuy ba phong không có nói nhiều lời nhưng cũng có thể cảm nhận được tính cách ngay thẳng, thống khoái tin tường, trừ khi ngẫu nhiên có liệp yêu giả vận khí tốt nhặt được bảo rồi, nếu không liệp yêu giả tầng dưới chót kiếm tiền rất vất vả, tựa như ba phong này tiến vào ba nghìn dặm cũng không quá hai ngàn lượng bạc mà thôi, một nửa liệp yêu giả đều là một ngàn năm đến một ngàn tám trăm lượng, bàn tử, trả thù lao, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, những vật mà vừa rồi ta nói cùng ngươi, ngươi cũng dụng tâm tìm hiểu, có tin tức tùy thời cho ta biết hắn thống khoái trình cung càng không muốn chậm trễ thời gian ai biết lão gia tử có thể thật sự nổi giận phái người bắt mình về nhà hay không vẫn là mau chóng đi thì tốt hơn giúp túy miêu tìm kiếm liệt diễm quả chỉ là bước đầu tiên thân thể của hắn tựu như bị băng hàng phong bế liệt diễm quả chỉ là khai mở bước đầu tiên phía sau còn cần có xích phim yêu đang trân quý hơn hơn nữa ít nhất là thất cấp trở lên mới được thứ này càng thêm khó tìm hoàn toàn là vận may cho nên trình cung cố ý để cho bàn tử lưu ý bàn tử tự tin gật đầu lại vỗ vỗ bộ ngực ý tứ kia là có ta ở đây rồi đại thiếu ngươi yên tâm ba phong đã quen như thế nhưng mà thuê người thống khoái như thế hắn cũng là thấy lần đầu tiên gặp bàn tử đưa tiền nhưng hắn chỉ thu một nửa theo như quy củ một nửa còn lại trở về sẽ thu lập tức nhìn về phía trình cung nhìn vị này nhất định là thiếu gia căn bản chưa đi qua yêu thú xâm lâm tay không tất sắc hắn cho rằng đây là đánh nhau bên đường sau trình cung như nhìn thấu tâm tư của ba phong không đợi ba phong mở miệng đã nói đang dược ta đã mang đủ có lẽ đủ dùng đến mục tiêu lần này ta là tôi luyện chính mình cho nên cũng không cần mang cái khác phương diện vũ khí một hồi chúng ta ra khỏi thành tùy tiện mua một thanh như trảm mã đao của đại thúc là được tốt rồi chúng ta đi nhanh đi hiện tại trình cung càng nghĩ trình lão gia tử có khả năng phái người bắt mình trở về cho nên nhanh chóng ly khai sẽ tốt hơn nói xong hắn đã trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài Hắn thật đúng là hiểu chút ít, bất quá, này, ba phong mạnh mẽ đứng dậy, "Đại Thúc, ngươi gọi ta cái gì? Ta năm nay chỉ có 23 tuổi, có lông ngực cùng râu, đây là tiêu chí của đàn ông, gọi ta là Đại Thúc, ngươi không có lầm chứ?" Hắn mới 23 tuổi, Bàn Tử không dám tin nhìn về phía thủ hạ của mình, "Thằng này thấy thế nào cũng không giống như 23 tuổi a..." À. Chấm chấm chấm. Trong tiểu viện của Trình cung, Trình lão gia tử ngồi ở trên bàn đá, trong tay cầm hơn 10 bản tấu chương ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, vừa mới cho rằng hắn lãng tử hồi đầu, giờ thì hay rồi, vừa đi ra ngoài là lộ nguyên hình, hơn nữa so với trước kia càng được một tấc lớn một thước, chạy tới đại môn của hộ bộ thượng thư, dội sơn hồng ghi thiếu nợ thì trả tiền, lại cởi hết quần áo của nhi tử tổng đốc thủy vận cùng đế đô cấm vệ quân tả tướng quân ném vào sông, còn dám ngăn kiệu quan lớn vào triều, hắn quả thực muốn lật trời, nhìn xem, nhìn xem, đây là hôm nay bệ hạ cố ý đưa tới, trên trăm bản tấu chương muốn trừng trị hắn. Trình lão gia tử ném những tấu chương này lên mặt bàn. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lão la đứng ở sau lưng trình lão gia tử. Nhưng chỉ là cười rót nước cho trình lão gia tử. Trong nội tâm cân nhắc còn lại là tiểu tử thúi la anh hùng kia gần đây phục dụng hộ tâm đan. Còn có trình cung một mực sai người mang dược thang tới. Không cần bao lâu thì có thể đạt tới hoán quốc kỳ. Không phải lão la không phân ưu cùng chủ tử. Cả đời hắn theo trình lão gia tử biết quá rõ tính cách của lão gia tử rồi hắn là tức giận vì trình cung giận vì tiểu tử này làm ẩu khiến cho vân ca thành gà bay chó chạy không thể như trình lam chững chặt học tập nhưng một mặt khác trình lão gia tử cũng rất bất mãn đối với việc bệ hạ đưa những tấu chương này tới lão la còn nhớ rõ thảm trạng của thái giám vừa mới được sủng ái kia tên âm dương quái khí kia nói mấy ngày nay bệ hạ vì chuyện này mà đau đầu trấn quốc công vẫn là hảo hảo dạy bảo đệ tử nhà mình thân là quân thần phải phân ưu cho chủ tử, đây cũng là Trình gia các ngươi, đổi thành nhà khác đã sớm bắt giam hoặc là xung quân rồi, thằng này vừa mới dứt lời, người đã bay ra ngoài, giống như đằng vân giá vũ trực tiếp bay tới ngoài cửa lớn của Trình gia. Thời điểm gia hỏa này còn cảm thấy may mắn, một cổ ám kình trực tiếp đánh nát răng của hắn, hắn sợ tới mức một đường té lên té xuống phun máu trở về, con cháu Trình gia ta, còn chưa tới phi người khác tới giáo huấn, lúc ấy Trình lão gia tử gào thét Tuy không nói vang vọng Vân Ca Thành, nhưng chung quanh trăm dặm thì nghe rất rõ ràng, là ai chọc giận Trình lão gia tử, chẳng lẽ Trình cung lại đi cưỡng gian công chúa Thành Công rồi, bị bệ hạ trọng phạt, Trình lão gia tử bất mãn, cho nên lão la rất rõ ràng, lão gia tử tức giận thì tức giận, nhưng tật xấu bao che khuyết điểm này cho tới bây giờ không thay đổi qua, mà lúc này, Tiểu Tuyết phụng lệnh đi tìm đại thiếu trở lại, đang lo lắng, khẩn trương xoa xoa góc áo, sau đó tận lực tận lực chậm dần bước chân đi vào trình phủ, chấm chấm chấm. Vân ca thành, tứ quý tiên tử lâu, các ngươi nói lúc nào tử yên công chúa sẽ cử hành hôn lễ cùng trình đại thiếu, ta thấy sẽ nhanh thôi, nghe nói đã mang bầu rồi, nhanh như vậy, không phải nói vừa phát sinh quan hệ sao. Ba, một trường tiên mang theo hào quang màu tím, trực tiếp đánh nát cái bàn bằng gỗ đàn hương, mà đám người đang cao hứng bừng bừng nghị luận kia cũng sợ chán ván, bởi vì trường tiên kia mang theo nguyên khí màu tím vô cùng kinh người. Hơn nữa dám ở tứ quý tiên tửu lâu ra tay tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh, vô cùng yên tĩnh, đa số người thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc y phục màu tím, trong tay cầm một trường tiên tảng ra uy áp cường đại, toàn thân tức giận đến phát run, bờ môi cũng đã phát tím, "Tiểu thư, tiểu thư xin bớt giận." Nữ nhân này lớn lên rất thanh tú, nhưng giờ phút này có chút chân tay luống cuống nàng đúng là nha hoàng tiểu đào mà tử yên công chúa thích nhất. Hôm nay vụng trộn cùng công chúa chạy ra ngoài chơi, lại không nghĩ rằng trên đường đi nghe được nghị luận đều là sự tình của trình cung, còn có phiên bản bất đồng về chuyện của trình cung cùng tử yên công chúa. Khi bọn hắn nói chuyện điện bợm chồng chất, lại không nghĩ tới tử yên công chúa đã đi tới tứ quý tiên tử lâu này, không đợi chọn được phòng, đã nghe không nổi nữa, rốt cục phát nổ, trình cung, ta muốn giết ngươi, tử yên công chúa đi đến một địa phương không người, hai tay nắm chặt, phẫn nộ gào thét, nước mắt ủy khuất cũng không ngừng chảy ra. Còn có Chu Văn Thải kia, ngu ngốc, mình vốn là muốn lợi dụng hắn thu thập trình cung, lại không nghĩ rằng vậy mà, vậy mà biến thành như vậy. Tiểu thư, người đi đâu, trình gia, ta muốn tìm trình cung tính sổ. Tiểu thư không cần đi, không phải ngươi bảo ta nhìn chầm chầm vào ấy ư, gần đây trình gia đang tìm trình cung. Hiện tại người trong đế đô muốn tìm hắn rất nhiều, người hận hắn càng hơn nữa. Dư Yên công chúa nghĩ đến một đường nghe được những lời kia, cả người cũng sắp muốn điên, ta mặc kệ, mặc kệ trả một cái giá lớn gì, nhất định phải tìm được Trình cung cho ta, ta không để yên cho hắn. chấm chấm chấm. A. À. Mà lại, vừa rời khỏi Vân Ca Thành, Trình cung một hơi liên tiếp hắt xì 10 cái, làm cho Trình cung cũng không hiểu thấu. Ha ha, ba phong ngồi trên lưng ngựa, thấy Trình cung liên tiếp hắt xì thì cười to nói, Khẩn Trương a, à, cái này mới ly khai đế đô đường phía sau còn dài, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, có chuyện gì ta bảo kê ngươi, đến yêu thú xâm lâm càng không cần phải sợ, có phong báo ba phong ta, nhắm mắt lại cũng có thể mang ngươi tìm được liệt diễm quả kia. Trước kia cũng là thời điểm ta làm nhiệm vụ nhìn thấy, nếu biết rõ có người cần đồ chơi này, lúc ấy ta liền hái trở về rồi. Trên đường phải chú ý ra roi thúc ngựa, đi. Trình Cung trực tiếp vỗ mạnh xuống, ngựa lập tức chạy nhanh. Ba phong không đối đãi với ngựa của mình như vậy nhưng kỹ thuật cùng tốc độ của hắn cũng khá tốt, rất nhanh đã đuổi theo, làm cho ba phong không nghĩ tới chính là, ba ngày kế tiếp, trình cung so với hắn còn hung ác hơn, ba ngày ba đêm không có rời lưng ngựa, vốn là cần sáu ngày cưới có thể đuổi tới, vậy mà rút ngắn được một nửa, ở trên lưng ngựa có thể ngủ, tu luyện, đây chỉ có đám gia hỏa trên thảo nguyên Tây Bắc mới có thể làm được, mà ngay cả ba phong, mấy ngày nay đều là bằng vào công lực cứng ngạnh chịu đựng. Trước kia sự tình mang nhân vật mới đến yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện, hắn cũng thường xuyên làm, ba phong thích nhất là treo chọc đám gia hỏa yếu đuối này, nhưng lần này lại làm hắn chịu đựng thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho ba phong muốn khóc nhất chính là, không ngờ tiểu tử này phá sản đến mức, vì để cho ngựa có thể kiên trì gia tốc, hắn lại cho ngựa ăn dược tề, còn là dược tề cấp 7, những dược vật kia, bình thường bọn hắn bị thương nhẹ không có dám đơn giản sử dụng, Vậy mà hắn trực tiếp cho ngựa ăn. Dùng phương pháp này của hắn, nếu không phải hai con tuấn mã này không phải bảo mã bình thường, cũng không có thể một hơi chạy vài ngàn dặm đường, dù vậy, sau khi đến gần yêu thú xâm lâm, hai con ngựa cũng trực tiếp miệng sùi bọc mép, ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng cũng tới, Trình Cung tiện tay ném cho ba phong hai bình dược, mình cũng trực tiếp móc ra một lọ dược uống vào, dược tề cấp 8, hồi nguyên tán, chuyên môn khôi phục thể lực nhưng hiệu quả so với đang dược chậm hơn rất nhiều, hơn nữa liên tiếp phục dụng hiệu quả yếu bớt không ít, xem ra sau khi trở về mình nên bắt đầu luyện chế một ít đang dược, vừa bắt đầu, thời điểm ngựa của ba phong không kiên trì nổi, trình cung liền cho ngựa của hắn ăn dược vật, ba phong còn không biết cho ăn cái gì, hiện tại biết là dược tề cấp 8 hồi nguyên tán, rốt cuộc hắn cũng không dám cho ăn, tuy hắn thương yêu ngựa của hắn, đó là bởi vì hắn bỏ ra 300 lượng bạc mua, nhưng dược tề cấp 8 lại là ngàn lượng một lọ A. Tiểu tử này rốt cuộc là công tử nhà ai, quá phá sản rồi, một đường chỉ cần thay ngựa, như vậy phí tổn tối đa chỉ là một hai trăm lượng bạc, hắn thì tốt rồi, một đường cho ngựa ăn, nhiều dược tề như vậy, cái kia đủ mua hơn 10 con ngựa tốt, chương 23, yêu thú xâm lâm. Đừng do dự, cho nó ăn đi. Trong đó ta còn hỗn hợp một tí dược tề kích thích, hỗn hợp nhiều loại dược tề sử dụng cùng một chỗ đợi chút nữa ngươi sẽ phát hiện, ngựa của ngươi không giống với lúc trước, tốc độ tuyệt đối mau hơn rất nhiều, thấy bộ dạng ba phong thống khổ do dự, trình cung cười nói, trực tiếp tiến vào trong khách sạn bên cạnh, đây là khách sạn ba phong thường đến, liên tiếp chạy đi, lúc này sắc trời không còn sớm, như thế nào cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, nghe được trình cung nói, rốt cục ba phong cũng hạ quyết tâm, rót hết dược cho ngựa, thời điểm hắn quay người muốn dò xét trình cung thoáng một phát, lại phát hiện Trình Cung đã thuê phòng nghỉ ngơi, hơn nữa cửa ra vào còn treo bản, luyện công ở bên trong, chớ quấy rầy. Ở mấy ngày trước, Trình Cung đã cho bàn tử mua sắm đại lượng dược vật, một ít trong đó là chuẩn bị cho luyện đan sau này, một ít thì Trình Cung để cho tiểu tuyết luyện chế thành dược tề mang trên người, cho nên hiện tại dược tề trên người hắn rất sung túc, kém cỏi nhất cũng là dược tề cấp 7, đa số đều là dược tề cấp 8, cấp 9, cái này là thiên phú, vốn liếng luyện dược sư khác khổ luyện vài thập niên cuối cùng không thành được đan sư, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế dược tề cấp 7, cấp 8, còn có khả năng thất bại, lại rất tốn sức. Nhưng đối với tiểu tuyết mà nói, những cái này bất quá là cho nàng quen thuộc đặc tính của ẩn phong thân thể mà thôi. Hiện tại nàng đã có thể đồng thời khống chế ba dược lô, luyện chế dược tề cấp 8 trở xuống rồi. Yêu thú xâm lâm nguy hiểm chất chồng, tuy thoạt nhìn lực lượng của ba phong cũng không yếu, cũng có một ít ác chủ bài, nhưng Trình Cung biết rõ không ngừng đề thăng lực lượng của mình mới là căn bản, cho nên hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, ba ngày ba đêm ăn đại lượng dược vật, ba Phong nhìn thấy cũng tò mò hỏi có phải nhà hắn bán dược tề hay không, hay phụ thân là đan sư, có thể tùy ý luyện chế ra đại lượng dược tề, nếu không sao có thể có nhiều như vậy, trên thực tế thời gian ngắn gần đây, Trình Cung một mực dùng loại phương thức này phục dụng dược vật, đây là một tổ hợp dược vật hắn phối trí cho mình. Giờ phút này vừa vào phòng, Trình Cung lập tức tu luyện âm dương vạn vật quyết, tiếp cận yêu thú xâm lâm, ở đây thiên địa nguyên khí càng thêm sung túc, cảm thụ của âm dương vạn vật quyết vô cùng trực tiếp, thời gian dần trôi qua, Trình Cung thúc hóa dược vật phục dụng gần đây trong cơ thể, chậm rãi nương theo âm dương vạn vật quyết vận chuyển, hai lần trước đều sử dụng chí dương chân hỏa tu luyện, tuy tốc độ rất nhanh nhưng tai họa ngầm cũng nhiều. Cho nên lần này trình cung chỉ là vận dụng những dược vật mình phục dụng kia, không có kích thích hư không âm dương đỉnh người bình thường một khi đạt tới hoán quốc kỳ nếu như không phải thiên phú nghịch thiên hoặc là có ngoại lực dược vật trợ giúp tiến cảnh sẽ rất chậm nguyên khí phải dần dần xâm nhập trong xương cốt từ từ cải biến làm cho nguyên khí có thể thông suốt xương cốt có thể thừa nhận nguyên khí vận chuyển tu luyện giai đoạn này rất thống khổ mỗi lần tu luyện giống như là dùng nguyên khí cạo xương để nguyên khí thẩm thấu từng chút một thống khổ như vậy nên tốc độ rất chậm có thể như trình cung mượn nhờ chí dương chân hỏa trực tiếp đột phá lại lập tức đạt tới tầng thứ hai có thể nói là ít càng thêm ít khó lại càng khó nhưng trình cung với tư cách một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư hắn vô cùng rõ ràng nhưng không phải là không có biện pháp những ngày này tổ hợp dược vật hắn phối trí đã dần dần thẩm thấu dần dần bài xuất tạp chất trong xương cải biến cốt cách đây cũng là ưu thế của một ít đệ tử đại gia tộc từ nhỏ phục dụng đại lượng dược vật hoặc là dùng bí pháp đặc thù cải biến thân thể, ở thời điểm lực lượng chưa có đạt tới, đã dùng ngoại lực hoàn thành quá trình hoán cốt, lúc tu luyện chỉ cần tích lũy nguyên khí đầy đủ, có thể nhẹ nhõm tăng lên, âm dương vạn vật quyết càng vận chuyển càng nhanh, đa số dược tính bị thúc hóa, dược vật sau khi tổ hợp kỳ diệu vô cùng. Trong thân thể trình cung, mỗi một bộ phận cốt cách không ngừng được rèn luyện, tạp chất bên trong biến mất, nguyên khí bắt đầu thẩm thấu, vận chuyển trong đó sau đó trình cung không ngừng áp suất nguyên khí trong cốt cách thời gian dần trôi qua lần đầu tiên trình cung không có chí dương chân hỏa trợ giúp cảm thấy lực lượng đã có dấu hiệu muốn đột phá đi cùng loại thiếu gia này thật phiền toái bình thường trong nhà không chịu tu luyện lúc sắp lâm trận mới vội vàng luyện công luyện công cũng không phải ngày một ngày hai là có hữu dụng lâm trận sát thương có cái rắm dùng a mặt trời đã lên cao ba phong nghỉ ngơi một ngày rốt cục khôi phục lại sau khi ăn sáng xong đợi khoảng chừng hai canh giờ cũng không thấy trình cung xuống chạy tới phòng hắn thì cửa vẫn còn đóng ta chưa thấy qua ai như vậy ngươi nói tân tân khổ khổ chạy đi làm gì a à? mỗi ngày tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút ngươi nguyện ý luyện công như thế nào cứ tùy tiện a à? chạy một hơi đến đây bế quan điên à tiểu nhị cho đại gia nửa cân thịt một bầu rượu ba phong vừa ăn cơm trưa một bên lầm bầm mặt trời đã lặn ba phong nhìn nhìn bên ngoài nội tâm nghĩ ngày hôm nay xem như uổng phí rồi xem ra mình nên chuẩn bị xuống dưới ăn cơm tối, xoẹt dẹt, nhưng vào lúc này, đột nhiên cánh cửa phát ra tiếng vang, ba phong mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện tinh thần trình cung vô cùng phấn chấn đứng ở cửa ra vào, trình cung nhìn ba phong đang sững sờ ở cửa ra vào nói, được rồi, chúng ta đi thôi, ngươi nói ngươi không có việc gì chạy đến đây tu luyện làm gì, người trẻ tuổi, về sau nhớ kỹ, tu luyện không phải sự tình ngày một ngày hai, tới đây là muốn chém giết, đi ra khỏi trấn hướng về yêu thú xâm lâm. Ba Phong nghĩ mình phải đợi một ngày rất phiền muộn, rốt cục nhịn không được mở miệng, tốc độ của trình cung rất nhanh, trên đường đi thuận miệng đáp ứng, đã biết đại thúc, ta muốn dùng một ngày tăng lực lượng lên một tầng, tiến vào yêu thú xâm lâm sẽ nhiều một ít nắm chắc, ta nói cho ngươi biết, đừng gọi ta là đại thúc, năm nay ta chỉ có 23, Ba Phong gào thét, nhưng rống đến một nửa đột nhiên dừng lại, ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi nói một ngày tăng lên một tầng, ân, ừ. trình cung thúc ngựa, người xông về phía trước hơn 10 thước, nghe ba phong hỏi thăm tốc độ cũng không giảm, gật đầu nói, hoán cốt kỳ tầng thứ ba, vừa vặn muốn đột phá, làm cho đại thúc ngươi đợi lâu một ngày, trách không được, nguyên lai là lập tức muốn đột phá, ba phong nghe xong, nguyên lai là vừa vặn muốn đột phá, xem ra trong nhà hắn có chút thế lực, nếu không còn trẻ như vậy đã là hoán cốt kỳ tầng thứ ba, đặt ở trong người bình thường đã là kiệt xuất, mình không có khả năng không biết. Phải biết rằng hiện tại trẻ tuổi nhất trong vân ca thành lập yêu mạo hiểm liên minh, thiên tài nhất chính là tạ tà, tà, mấy tháng trước bất quá là 17 tuổi, lúc ấy hắn cũng không quá đáng là tẩy tủy kỳ tầng thứ sáu mà thôi, tuy hắn có khả năng khiêu chiến thất hoàng tử, nhưng ai cũng biết bọn hắn chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ bối cảnh, thì tới loại tình trạng này, đã có không ít gia tộc chú ý cùng mời chào, người bình thường, trước 20 tuổi có thể đạt tới hoáng cốt kỳ, cuối cùng nhất có thể đạt tới tẩy tủy kỳ cũng đã không tệ rồi. Trong nội tâm nghĩ vậy, ba phong đột nhiên lại phản ứng tới, giận dữ hết lần nữa. Về sau không cho phép gọi ta là đại thúc, nếu không xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ta so với ngươi chỉ lớn hơn vài tuổi, ta mới hai ba tuổi, vâng, đại thúc, ngao. Thời điểm ba phong bị trình cung chọc giận đến sắp nổi điên, vừa vặn một yêu lang cấp một không biết sống chết trống lên một tiếng, câm miệng, ba phong mãnh liệt vọt tới, hai tay trực tiếp bắt lấy hai chân trước của yêu lan mạnh mẽ xé nát nó trong nội tâm ba phong thoải mái a à, trong lòng tự nhủ để cho tiểu tử ngươi trông thấy huyết tinh nhìn ngươi còn dám gọi ta là đại thúc hay không cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tàn khốc của yêu thú xâm lâm thoáng một phát ba phong vừa quay đầu lại phát hiện trình cung đã ở bên ngoài hơn 10 mét đảo mắt sắp biến mất trong tầm mắt rồi đại thúc nhanh lên ngươi sẽ không thật sự nhắm mắt lại chứ thanh âm trình cung truyền đến rất chân thành lại làm cho mặt ba phong không khỏi đỏ lên, cũng may tóc hắn quá dày, căn bản nhìn không ra, bởi vì dọc theo con đường này, hắn vẫn nói khoác cùng trình cung rằng hắn nhắm mắt lại cũng có thể trung hành tự nhiên trong yêu thú xâm lâm, lúc này lại bị tiểu tử này dễ cực, trên thực tế dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối không bởi vì yêu lan cấp một này mà chậm trễ thời gian cùng tốc độ, cái này giống như một lão hổ, trên đường đi sẽ không dừng lại giết chết một con kiến, nếu nói như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không đến được mục tiêu dù sao ba phong cũng là hoáng cốt kỳ tầng thứ bảy trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi muốn nhanh đúng không lập tức nâng nguyên khí lên hoáng cốt kỳ tầng thứ năm chỉ thấy trên thân thể ba phong tản ra một hào quang màu đỏ như máu thậm chí sau khi hắn vận chuyển lực lượng tản mát ra một cổ hương vị yêu thú hai bên ngựa thấy được thậm chí có không ít sợ tới mức phủ phục trên mặt đất mà ba phong thì chấp động mấy cái đã đuổi theo trình cung sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ vượt lên đầu ba phong đối với yêu thú xâm lâm xác thực vô cùng quen thuộc có thể nói ở dưới tẩy tủy kỳ ở trong năm dặm vân ca thành hắn xưng người thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất nhân cho nên hắn ở vân ca thành liệp yêu mạo hiểm liên minh cũng là nhân vật rất nổi danh giờ phút này tăng tốc độ không ngừng xuyên thẳng qua trong rừng tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng thời gian dần trôi qua ba phong phát hiện căn bản không có biện pháp bỏ qua trình cung trình cung dùng lực lượng hoán quốc kỳ tầng thứ ba không ngờ vẫn đi theo phía sau mình tiểu tử, tố chất thân thể cùng cảm giác tốt như vậy, chẳng lẽ trước kia hắn cũng đã tới yêu thú xâm lâm, thời gian dần trôi qua, lực lượng của ba phong bắt đầu tăng lên tới hoán cốt kỳ tầng thứ sáu, lúc này mới bắt đầu kéo ra một chút khoảng cách cùng trình cung, rốt cục ba phong cũng lộ ra dáng tươi cười, bất quá hắn lại rất cẩn thận lưu ý trình cung, đừng để cho hắn gặp chuyện không may, vậy sẽ đập phá chiêu bài của mình rồi. Giáo húng tiểu gia hỏa không biết sâu cạn này thoáng một phát là được rồi nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là tuy khoảng cách kéo ra rất nhiều nhưng trình cung có thể một mực ở sau lưng hắn như trước đôi khi ba phong cố ý tăng thêm một ít lại phát hiện trình cung cũng có thể đuổi kịp như trước thậm chí trực tiếp tăng tốc đuổi kịp làm sao có thể trừ khi tinh thần lực của hắn đạt đến tẩy tủy kỳ có thể tùy thời dò xét hành tung của mình không phải là hắn hạ dược vật theo dõi trên người mình chứ nhưng cả hai đều là chuyện không có khả năng a à. ba phong đều có chút bị làm choáng luôn ở bên trong dạng truy đuổi này, vậy mà hai người một hơi chạy suốt cả đêm, khoảng chừng tiếng 500 dặm đường, chạy một đoạn đường dài như thế, cuối cùng ba phong phát hiện nguyên khí của mình cũng có chút không đủ, thân thể mỏi mệt, mà tinh thần trình cung thì là vô cùng phấn chấn, được rồi, bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi và ăn vài thứ thoáng một phát, nhất định phải hiểu được lao động kết hợp nhàn hạ mới được, nếu không đụng phải nguy hiểm thì phiền toái. Ba Phong có chút chịu không được rồi, lại không dám sử dụng hồi nguyên tán cấp 8 mà trình cung cho hắn, dừng lại rất có kinh nghiệm nói, đồng thời cũng đang âm thầm dò xét trình cung, tiểu tử này cũng quá kỳ quái a, à, chẳng lẽ hắn không kỳ quái, vì cái gì trên đường đi đều không có yêu thú quấy rối, cho dù hắn chưa từng tới yêu thú xâm lâm, chẳng lẽ hắn không có nghe người ta nói qua, tiến vào yêu thú xâm lâm, thì có chiến đấu vô tận, giết yêu thú tập kích, có kinh nghiệm có thể tránh một ít, nhưng một ngày hơn 10 cuộc chiến đấu là không tránh khỏi kinh nghiệm ít, cái kia cơ hồ thời thời khắc khắc gặp phải chém giết, nhưng bọn hắn một hơi đi hơn 500 dặm, trừ ban đầu ba phong giết yêu lan, thì không có bất kỳ yêu thú nào quấy rối, nhưng là làm cho ba phong ngạc nhiên chính là, trình cung nghe xong trực tiếp gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, tu luyện, hắn lại tu luyện, tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì, chút lực lượng kia còn dám tùy ý tu luyện, ba phong ở một bên càng xem càng mơ hồ, càng xem càng im lặng, chỉ có thể lấy ra túi nước uống ừng ực sưu sưu tiếng xé gió vang lên ba phong lập tức cảnh giác cầm trảm mã đao ha ha ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai like là phong báo a à, người khi nào thì làm bảo mẫu rồi vậy mà mang tiểu hài tử tiến đến yêu thú xâm lâm cũng không sợ hại chết mình lúc này trong rừng cây bên cạnh đi ra bốn người trong tay người cầm đầu có một thanh đại kiếm trong độc nhãn ẩn ẩn lộ ra vẻ vui mừng thần sắc hưng phấn dĩ nhiên là bọn hắn cái này có thể phiền toái, ánh mắt liếc xéo qua, chứng kiến Trình cung vẫn đang tu luyện, hắn càng im lặng, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không biết mình ở đâu sao, hắn cho rằng đây là nhà hắn a. Thời điểm sắp chết đến nơi, hắn vẫn dám tu luyện. Chương 24, so hung ác, lão tử còn lợi hại hơn ngươi. Độc Nhãn Lang, Vương Chấn Đông, bên cạnh cầm cung tiễn, trên lưng vác một thanh trường đao là đệ đệ hắn Vương Chấn Nam, một gia hỏa vừa cao vừa lớn cầm thiết chù y trong tay là Lưu Huy, còn tên vừa gầy lại thấp là Đinh Tráng Tráng. Mấy người bọn họ ở trong liệp yêu đội dưới tẩy tủy kỳ cũng rất nổi danh, nhưng danh khí này không phải danh khí tốt gì. Chuyện bọn hắn thích làm nhất không phải săn giết yêu thú, mà là săn giết liệp yêu giả cùng liệp yêu đội khác. Ly khai yêu thú xâm lâm, liệp yêu giả được liệp yêu mạo hiểm liên minh bảo hộ, nhưng ở trong yêu thú xâm lâm thì cái gì đều có thể phát sinh. Đôi khi cho dù biết là ai hạ độc thủ cũng không có biện pháp, bởi vì không có chứng cớ gì. Ba Phong đã từng bị bọn hắn đánh lén qua, nhưng lần đó bên người Ba Phong có mấy người, làm bọn hắn ngoài ý muốn, cộng thêm Ba Phong đột nhiên bộc phát, cuối cùng nhất đánh lui bọn chúng, còn giết chết hai người bọn họ. Bọn hắn vốn là sáu người cũng chỉ còn lại có bốn cái, nhưng mà bằng hữu của Ba Phong bị đánh lén cũng chết mất hai cái, tàn phế một cái, trọng thương một người. Về phần con mắt của độc nhãn Lan Vương Chấn Đông, thì đúng là lúc ấy bị Ba Phong đánh mù. Ba Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, yêu thú xâm lâm to lớn như vậy, không ngờ lại gặp bọn hắn. Lần này mình không phải đi theo liệp yêu đội, nếu như chỉ là mình, còn có thể dựa vào kinh nghiệm chạy thoát, nhưng hiện tại dẫn theo vướng víu. Trong bốn người này, thực lực yếu nhất cũng là hoán cốt kỳ tầng thứ bảy, vương chấn đông kia nghe nói đã tiếp cận hoán cốt kỳ tầng thứ chín, đang bắt đầu trùng kích tẩy tủy kỳ. Cung tên trong tay vương chấn nam đã chậm rãi kéo ra, khóe miệng mang theo vẻ trêu tức, ca. Lần này chúng ta có thể gặp được, rốt cục ngươi cũng có thể báo thù rồi, nhìn hắn bị hù, động cũng không dám động, ha ha, Đinh Tráng tráng cười cười nói, độc nhãn của Vương Chấn Đông mang theo vẻ oán hận chỉ vào Ba Phong, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tên này rất khó đối phó, lúc trước lão Tam, lão Lục là chết trên tay hắn, lúc này Ba Phong cũng đã nắm chặt khai sơn đao, nguyên khí trong cơ thể cũng đã vận chuyển tới cực hạn, hào quang màu đỏ như máu mang theo mùi tanh của yêu thú của xuất hiện ở trong mắt của ba phong cũng dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ, liều mạng, bản lĩnh chạy trốn của tiểu tử này coi như cũng được, một hồi mình chỉ có thể tận lực giúp hắn tranh thủ thời gian, hy vọng hắn có thể chạy được, bành, 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 thời điểm bọn hắn kéo đủ tư thế, chuẩn bị sinh tử tương bác, chỗ trình cung ngồi ở sau lưng ba phong, đột nhiên bay ra hơn 10 tảng đá, lần này quá đột nhiên. Mà ngay cả vương chấn nam đã căng dây cung chuẩn bị ra tay cũng không nghĩ tới, bản năng giơ mũi tên lên đánh nát một tảng đá, mà khi những tảng đá này bay ra, trình cung cũng đã thả người nhảy lên, trảm mã đao trong tay lóe lên rồi biến mất, trực tiếp bổ về phía vương chấn nam, không có tiếng giết, không có bất kỳ nhạc dạo, đột nhiên bộc phát, đột nhiên vọt lên. Nhưng sát khí lập tức đề tới đỉnh phong, không có ý tránh lui chút nào, hoàn toàn là tư thế không chết không ngớt, mang theo khí thế mạnh mẽ, một đao không chết không thôi, quá nhanh, quá đột ngột, làm cho vương chấn nam cũng không kịp lấy đao sau lưng, chỉ có thể sử dụng cung trong tay chặn một kích này của trình cung. người trình cung rơi xuống đất, bộ pháp dưới chân biến hóa, lại chém ra một đao. kháo ba phong mắng một tiếng, sao tiểu tử này hung mảnh như vậy, mãnh liệt như vậy, không nói một tiếng đã xông lên đánh. sau khi hắn bộc phát, huyết khí toàn thân đậm đặc tới cực điểm, vốn lực lượng chỉ có hoáng quốc kỳ tầng thứ bảy, không ngờ lực lượng liên tiếp tăng vọt một hơi đạt đến hoán quốc kỳ tầng thứ 9, liệt báo trảm ba phong lao tới trạm mã đao trong tay kéo lê một đường vòng cung mỹ diệu bên trên mang theo một ánh sáng huyết tinh làm cho thanh trạm mã đao chỉ là phàm khí lục cấp này tản mát ra uy thế càng mạnh hơn nữa cái này là lực lượng của hoán quốc kỳ đỉnh phong đã có thể quán chú nguyên khí bản thân vào bên trong vũ khí làm cho uy lực vũ khí tăng gấp đôi giống như nhất thể cùng thân thể giết hắn đi vương chấn đông nổi giận gầm lên một tiếng hai tay cầm kiếm, trực tiếp nghênh đón. Năm đó thời điểm thua ba phong, hắn chỉ có hoán quốc kỳ tầng thứ 8, hôm nay hắn đã là hoán quốc kỳ tầng thứ 9, hơn nữa Lưu Huy cũng đã đạt tới hoán quốc kỳ tầng thứ 9, cộng thêm đinh tráng tráng là hoán quốc kỳ tầng thứ 8, cũng không tin giết không chết, chiêu thức của trình cung không có cố định, tiện tay là đánh ra, không có từng chiêu rời rạc, không ngớt không ngừng, mặc dù không có chiêu thức cố định, nhưng mà cũng đánh cho vương chấn nam là hoán quốc kỳ tầng thứ bảy không có thời gian rút đao chỉ có thể không ngừng dùng cung ngăn cản công kích của trình cung trình cung lựa chọn vương chấn nam này tiến hành công kích cũng là sớm phân tích tốt cũng không phải bởi vì lực lượng hắn yếu thời điểm vương chấn nam kéo cung lực uy hiếp thậm chí lớn hơn đinh tráng tráng cùng lưu huy nếu như giờ phút này trình cung không có cuốn lấy vương chấn nam dùng lực lượng cùng xạ thuật của hắn ba phong ngay cả cơ hội dốc sức liều mạng cũng không có tiểu tử tìm cơ hội, ba phong bột phát chơi liều, một mình ngăn cản ba người vương chấn nam, rốt cục rút ra thời gian liếc nhìn trình cung bên này, muốn bảo hắn chạy nhanh đi. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, trình cung chỉ có hoán quốc kỳ tầng thứ ba, vậy mà đánh không phân thắng bại cùng vương chấn nam, cho dù chính diện liều mạng, trình cung bị nguyên khí cường đại của vương chấn nam chấn khai, nhưng mà có thể lập tức xông lên bột phát lực công kích mạnh nhất, lần nữa cuốn lấy vương chấn nam, lực lượng thân thể, còn có lực lượng bột phát kia của hắn đã xa xa vượt qua trình độ hoán quốc kỳ tầng thứ ba nếu như đối thủ của hắn là một hoán quốc kỳ tầng năm trở xuống chỉ sợ đã bị hắn tiêu diệt rất nhanh tiểu tử này cũng quá biến thái đi à nha vượt cấp khiêu chiến còn đè người khác ra đánh sao có thể như vậy dù sao như vậy không phải kế lâu dài hai người mình như thế nào cũng khó có khả năng liều qua bốn người bọn họ a à. bành nhưng vào lúc này bên trình cung đã mãnh liệt đối bính làm cho ba phong mạo hiểm phân thần chú ý thoáng một phát, trình cung bị một chưởng đánh cho miệng phun máu tươi, bay ra ngoài hơn 10 thước, nhưng làm cho người ta không tưởng được chính là, không ngờ một cánh tay của vương chấn nam cũng bị cắt một vết sâu đủ thấy xương, liều đến lưỡng bại câu thương, nhưng mà, tiểu tử, không ngờ ngươi làm ta bị thương, một hồi ta muốn phế ngươi, bôi mật lên người ngươi, sau đó ném ngươi vào ổ kiến, bị một tiểu tử thực lực thấp hơn mình nhiều đánh bị thương như vậy, làm cho vương chấn nam vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa tổn thương này làm cho hắn không có biện pháp dùng cung, nhưng hắn đã rút trường đao ra sau lưng. Phốt, trình cung liên tiếp nhổ ra vài búng máu, tiện tay móc ra hai bình dược tề uống vào, một lọ là chữa thương, một lọ khác là kích phát tiềm lực thân. Hơn nữa là dược tề không có di chứng. Nếu như loại dược tề này truyền đi, đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào cũng điên cuồng, có thể gia tăng gấp ba lực lượng bản thân trong thời gian ngắn cùng kích phát gấp đôi nguyên khí trong cơ thể. Ngươi nghĩ thật hay, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác cánh tay của ngươi có chút không đúng sao? Trước khi trình cung một mực không lên tiếng, rốt cục mở miệng, vương chấn nam lập tức nhìn về cánh tay phải của mình, chỉ thấy chỗ bị thương đã biến thành màu đen, cánh tay phải của hắn bắt đầu có chút tê cứng, ngươi hèn hạ, trên đao của ngươi có độc, ha ha, trình cung như là nghe được chuyện cười, chính ngươi đang làm gì ngươi không biết sao, sinh tử chém giết ngươi còn có thể nói ai hèn hạ độc của ta gặp máu là phát tán theo huyết mạch chảy vào tim đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu trừ khi ngươi có phách lực thừa dịp độc chưa có xâm nhập tâm mạch chặt bỏ cánh tay của mình giờ phút này sắc mặt của vương chấn nam vô cùng khó coi bởi vì hắn xác thực cảm nhận được cánh tay của mình mất đi tri giác một cổ nhiệt lưu đặc thù theo cánh tay của mình lan tràn lập tức muốn đi vào trong thân thể a à, nổi giận gầm lên một tiếng vương chấn nam trực tiếp chặt bỏ tay phải của mình ta lừa ngươi đấy ngay khi hắn chặt bỏ cánh tay của mình trình cung cũng đã xông tới lực lượng bộc phát đến đỉnh phong nhất lần nữa bổ ra một đao vô cùng sắc bén vô cùng điên cuồng vậy mà có tám phần tương tự như ba phong thi triển liệt báo trảm hơi chút cải tiến một ít là làm cho liệt báo trảm này càng nhanh hơn đang 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 mạnh hơn trình cung bốn cấp độ nhưng mình vừa chém rơi cánh tay đau đớn kịch liệt cùng cảm giác thất lạc khi mất đi cánh tay làm cho vương chấn nam ngay cả lực lượng hoáng quốc kỳ tầng thứ năm cũng không phát huy được ở liệt báo trảm của trình cung công kích đến vương chấn nam tiếp liền lui về phía sau cộng thêm nghe được câu ta lừa gạt ngươi mặc kệ thiệp giả hắn cũng cảm giác mình muốn té xỉu đã sắp chống đỡ không nổi đệ vương chấn đông cũng không nghĩ tới đệ đệ mình vậy mà bị một tiểu tử hoáng quốc kỳ tầng thứ ba bước đến loại tình trạng này thân huynh đệ huyết mạch tương liên nổi giận gầm lên một tiếng đinh tráng tráng giết hắn đi Đinh tráng tráng vô cùng linh hoạt, thân thể nhảy lên đã ra khỏi vòng chiến, ba người bọn họ đánh ba phong, ba phong muốn ngăn hắn cũng không được, lập tức bị vương chấn đông cùng lưu huy điên cùng ngăn lại, tiểu tử, nhận lấy cái chết, trong tay đinh tráng tráng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, giống như độc xà, trong lúc chớp động phiêu hốt đó đã đâm về trình cung, thiếu một ít, chỉ cần cho mình thời gian 10 đao, mình có thể chém giết vương chấn nam này. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đáng tiếc. Đinh tráng tráng đạt tới hoán cốt kỳ tầng 8, tốc độ, lực lượng đều nhanh hơn trình cung quá nhiều, cho dù trình cung vừa mới phục dụng qua mang lực dược tề, cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh đi công kích của hắn. Trong nháy mắt, trên người trình cung đã xuất hiện hơn 10 vết thương, cái này là bởi vì mỗi lần hắn đều liều lĩnh, lấy cái chết lâm trận, dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương dốc sức liều mạng cùng đinh tráng tráng. Nếu như không phải đinh tráng tráng không dốc sức liều mạng cùng hắn, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng tiếp tục như vậy cũng là phi thường nguy hiểm Tiểu tử, tránh, tránh mau Mở ra cho lão tử Ba phong rống giận Không ngờ lực lượng tăng lên lần nữa Nhưng mà giờ khắc này lý tính trong mắt của hắn Cũng đã giảm đến thấp nhất Lực lượng cường hoành Trực tiếp chấn khai lưu huy cùng vương chấn đông Trực tiếp xông về đinh tráng tráng Vương chấn đông bị ba phong chấn thổ huyết Nhưng mà sau đó ánh mắt càng lộ ra tàn nhẫn Đại kiếm trong tay trực tiếp ném Về sau lưng ba phong Đang, dê ba phong gần như theo bản năng xoay tay lại ngăn một kiếm này nhưng thân hình dừng một chút đã bị lưu huy ngăn lại lần nữa sau đó vương chấn đông cũng lao đến mà trải qua lần bột phát này ba phong vốn là muốn trực tiếp giết chết đinh tráng tráng để cho trình cung có cơ hội đào tẩu đã không thể như ý khí thế của hắn lập tức hạ thấp lúc này vương chấn đông đã thấy hy vọng ha ha giết chết hắn tráng tráng lóc từng miếng thịt của hắn cho ta vương chấn đông lớn tiếng gào thét vèo Nguyễn Kiếm thật sự lấy một miếng thịt trên tay trình cung, đinh tráng tráng vô cùng đắc ý đáp ứng, đại ca ngươi yên tâm, giết chết hắn cũng giống như mèo đùa chết chuột vậy, xem ta đùa chết hắn như thế nào, chấn nam, ta trước giúp ngươi gọt sạch cánh tay của hắn, ngươi là một cái vương bác đảng, cho dù lão tử ở kiếp này không có khôi phục lực lượng, phải chết, cũng không phải loại tiểu nhân vật như ngươi có thể giết lão tử, ngươi trước chết đi cho lão tử, so hung ác, cho tới bây giờ trình cung còn chưa sợ qua ai nhưng hiện tại lực lượng quá thấp trên người cũng không còn quá nhiều dược vật cùng pháp bảo nhưng giờ phút này sinh tử tồn vong tinh thần lực của trình cung mãnh liệt tiến vào trong ốc trực tiếp thôi động hư không âm dương đỉnh lập tức dẫn động trí dương chân hỏa bên trong thời điểm kiếm của đinh tráng tráng đâm vào cánh tay trình cung không tránh không né càng là trực tiếp đưa tay lên nắm chặt lấy nguyễn kiếm sau đó bắt được cổ tay của đinh tráng tráng a à, một tiếng hét thảm Thân thể Đinh Tráng Tráng lập tức bốc lên hào quang ống ánh giống như băng phách, hào quang kỳ dị lóe lên rồi biến mất, sau đó thân thể Đinh Tráng Tráng tiêu tán trong không trung, ngay cả tro tàn cũng không tồn tại, không chỉ là thân thể Đinh Tráng Tráng, mà ngay cả nhuyễn kiếm của hắn cũng hóa thành hư ảo. Chí Dương Chân Hỏa đã vượt qua Tam vị Chân Hỏa, đó là hỏa diễm mạnh nhất trên thế giới này, ở dưới hỏa diễm này, cho dù là một tia khí tức cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Giờ phút này hào quang nguyên khí trên người trình cung đã không phải là hỏa hồng, mà là màu hổ phách, da hỏa hèn mọn, vậy mà làm cho ta vận dụng lực lượng ẩn nút, hiện tại cho các ngươi biết rõ sợ hãi của tử vong, khóe miệng trình cung mang theo nụ cười tà ác, thân thể rung nhẹ nhẹ giống như tập trung lực lượng, cộng thêm vừa rồi lập tức làm cho đinh tráng tráng biến mất, nên khi trình cung cười lộ ra vô cùng quỷ dị, khủng bố, mau chạy đi, vương chấn đông đã hoàn toàn bị dọa cho bể mật gần chết, Liều mạng cùng ba phong bị tổn thương rất nặng hắn cũng không sợ, nhưng tên tiểu tử này thật là quỷ dị, nhất là ngọn lửa kia, tại sao thế gian này có thể có hỏa diễm như vậy, đốt người thành tro tàn, trong truyền thuyết tử diễm chân hóa có màu tím, tam vị chân hỏa là màu trắng, còn chưa nghe nói qua có hỏa diễm màu hổ phách. Còn có nụ cười kia, chẳng lẽ người này là lão quái vật phụ thể đã thức tỉnh? Chương 25, như vậy rất cần ăn đòn một người khi bị sợ hãi sẽ mất đi sức phán đoán bình thường vương chấn đông nhìn vương chấn nam đã kinh hoảng cầm cánh tay của hắn chạy đến bên cạnh mình hắn mang theo đệ đệ điên cuồng nhảy vào trong rừng sau đó lưu huy cũng xông theo ba phong liên tiếp bộc phát cũng đã là nỏ mạnh hết đà căn bản không có biện pháp ngăn bọn hắn lại thấy bọn họ chạy đi lập tức thân thể mềm nhũng ngã xuống đất thiếu chút nữa thật không nghĩ tới ta lại được tiểu tử này cứu được không nghĩ tới hắn có ác chủ bài so với ta còn hung ác đang lúc trong nội tâm ba phong âm thầm may mắn, đột nhiên nghe được một thanh âm trầm trọng, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Trình Cung đã té trên mặt đất, "Trình Cung, ngươi?" "A." À, "Ngươi thế nào?" Ba Phong chịu đựng đau nhức kịch liệt, đứng dậy kéo lê thân hình mỏi mệt đi tới bên cạnh Trình Cung, lại phát hiện Trình Cung đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thẳng đến lúc này, ba Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi căn bản Trình Cung là giả vờ cố ý lừa gạt bọn hắn nếu vừa rồi bọn họ hơi chút do dự, sự tình sẽ lòi đuôi, hai người mình khẳng định đều chết ở đây rồi. Ba Phong nghĩ tới đây cũng cảm giác phía sau lưng lạnh toát, sau đó vội vàng ôm lấy Trình Cung nhảy vào trong rừng. chấm 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 nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng trống giận dữ không cam lòng vang lên. Sau đó ba người Vương Chấn Đông cùng Vương Chấn Nam, Lưu Huy chạy trở về. Cánh tay của ta không có trúng độc, đây chỉ là một loại thuốc tê cánh tay của ta, tay của ta, vương chấn nam cầm tay của mình, khóc không ra nước mắt, đáng giận, bị bọn hắn lừa, tìm kiếm cho ta. Hai người bọn họ đều sử dụng bí pháp, cho dù không phế cũng không tốt đi đâu, thời gian ngắn khẳng định khó có thể khôi phục lực lượng, tìm được bọn hắn, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Giờ phút này vương chấn đông cũng đã suy nghĩ cẩn thận, điên cuồng rống giận, thanh âm truyền đi cuồn cuộn. Chỉ là hiện tại bọn hắn còn muốn tìm trình cung cùng ba phong đã chậm hơn nữa hắn hô như vậy đã trêu chọc mấy yêu thú lợi hại mang theo một đám thủ hạ xông lại dù sao bọn hắn không phải ba phong không phải đi tới đâu là đa số yêu thú đều tránh bọn hắn chấm 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 đây là trong một hốc cây đại thụ héo rũ đại thụ này rất lớn không gian bên trong cũng đủ lớn giờ phút này ba phong mang theo trình cung trốn ở chỗ này nhìn trình cung hôn mê ba phong thúc thủ vô sách cảm giác thân thể của hắn nóng dọa người. Quan trọng nhất là, ba phong biết sau khi mình sử dụng chiêu đó, lực lượng của mình sẽ dần dần biến mất, thậm chí cuối cùng cũng không bằng một tiểu gia hỏa hoáng cốt kỳ tầng 3, đương nhiên, không tính loại quái vật như trình cung. Hoáng cốt kỳ tầng 3, vậy mà phế bỏ một cánh tay của hoáng cốt kỳ tầng 7, còn giết một hoáng cốt kỳ tầng 8, mình ít nhất một tháng mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại căn bản không dám mang trình cung ly khai yêu thú xâm lâm nhưng không ly khai yêu thú xâm lâm, trình cung như vậy phải làm sao bây giờ a? À? đúng rồi, trong bao của hắn có rất nhiều dược tề. Tuy ba phong không phải dược tề sư, nhưng quanh năm chém giết chiến đấu làm cho hắn đối với dược tề cũng có một chút lý giải, cộng thêm hiện tại thân thể trình cung nóng bừng, hắn tìm những dược vật có hiệu quả băng hàng, không ngừng cho trình cung phục dụng, liên tiếp phục dụng hơn 10 bình dược vật hàng tính, rốt cục, trình cung đã có phản ứng, thân thể kịch liệt run rẩy trình cung phun ra một bún máu, huyết dịch phun lên thân cây, trên thân cây lập tức bị rơi xuống một mảng lớn. Lần này dọa ba phong ngây người, nếu bún máu kia phun lên người mình, chẳng phải mình sẽ giống như đinh tráng tráng, đại. Thúc, ngươi muốn đùa chết ta à, trình cung cố sức mở to mắt, băng hỏa đối nghịch, nếu không phải thân thể của ta trắng chắc, lần này chết chắc rồi. Dược tề hàng tính hỗ trợ hạ nhiệt, không phải dùng như vậy, ngươi muốn tạo thuốc nổ sao, ta mới hai ba. Ba Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thấy hình dáng trình cung thê thảm liền khoát tay áo, được rồi, được rồi, không so đo với ngươi những thứ này. Xem ra ngươi cũng hiểu được y thuật, nhanh nhanh nhìn xem làm thế nào chứ, khẳng định bọn hắn đang tìm chúng ta, lực lượng của ta đã giảm, ít nhất một tháng sau mới có thể khôi phục, trình cung rất tin tường, mình vận dụng chí dương chân hỏa lần nữa, không có chuẩn bị, không có thể kịp thời vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu hơn nữa tiềm lực thân thể tiêu hao đến cực hạn, đây không phải là nguy hiểm bình thường, nhưng lúc ấy cũng không có biện pháp, may mắn lúc trước hấp thu chí dương chân hỏa hai lần, có một ít năng lực chống cự cùng thích ứng, nếu không không đợi mình giết đinh tráng tráng, thì mình đã hóa thành hư vô trước, trình cung nhìn ba phong nói, ngươi hấp thu qua máu yêu thú, nhân loại vì tăng lực lượng lên, suy nghĩ vô số biện pháp, sử dụng yêu thú luyện chế đang dược, hấp thu nội đang yêu thú cường đại, càng có người nghĩ tới hấp thu huyết dịch yêu thú để kích phát lực lượng nhưng hấp thu huyết dịch của yêu thú sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề có khi cuối cùng bị yêu hóa trở thành yêu nhân không người không thú hơn nữa dễ dàng trở nên hung tàn điên cuồng cho nên đây là bị cấm thời gian dần trôi qua phương pháp này đã thất truyền chỉ có lợi dụng yêu thú luyện chế dược vật đang dược hấp thu lực lượng nội đang trở thành chính thống ba phong thoáng do dự một chút vẫn gật đầu ngoài ý muốn nhận được một ít máu huyết của yêu báo còn có một chút điển tịch về lợi dụng huyết dịch yêu thú như thế nào, hiển nhiên đã từng có người nghiên cứu qua vật này, lúc ấy ta quá yếu, muốn đạt tới hoán cốt kỳ cũng rất khó, theo đại đội nhân mã tiến vào yêu thú xâm lâm cũng thành pháo hôi, vì vậy nhịn không được hấp dẫn bắt đầu nếm thử, không nghĩ tới phương pháp người kia còn có thể dùng, nhưng máu huyết yêu báo này chỉ có ba giọt, bởi vì công pháp kia đặc thù, ta không đến mức yêu hóa, lực lượng cũng có thể tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nhưng sử dụng cũng có di chứng lực lượng sẽ giảm xuống rất nhiều một tháng sau mới dần dần khôi phục lại trách không được ngươi dám tự tin như vậy trách không được sau khi ngươi tiến vào yêu thú xâm lâm thì không có yêu thú công kích lúc ấy ta còn tưởng rằng trên người của ngươi có bảo vật đặc thù gì trình cung lầm bầm lầu bầu nói nghe xong lời này của trình cung ba phong rất là im lặng nguyên lai hắn đã sớm đoán được chứng kiến bộ dáng trình cung rất thảm lại hỏi vấn đề của hắn đầu óc ba phong cũng rất linh hoạt lập tức ý thức được có khả năng liên quan tới mình, nhìn về phía Trình Cung hỏi thăm, Trình Cung nghĩ nghĩ nói lần nữa, lúc trước ngươi nhìn thấy ba giọt máu huyết kia có màu gì, sai khi ngươi phục dụng có cảm giác gì, màu đỏ thẫm, ân, không đúng, xác thực mà nói là trong màu đen có ánh sáng màu đỏ lưu động, sau khi phục dụng liền có cảm giác mình hóa thành một đầu yêu báo, trong rủi trong thiên địa, toàn thân như bị gió lạnh quật lên, gió lạnh thấu xương, loại cảm giác này ta vĩnh viễn không quên cho dù hiện tại nhắc tới, ba phong cũng nhịn không được trùng mình một cái, hai mắt trình cung tỏa sáng, mãnh liệt nắm chặt quyền, không sai, không nghĩ tới đại thúc ngươi còn rất có vận khí, ngươi phục dụng cái kia căn bản không phải huyết dịch yêu báo bình thường, đó là huyết dịch của hắc yêu báo vương, phải biết rằng trong mỗi một giọt máu của hắc báo yêu vương đều ẩn chứa lực lượng cường đại, trong máu huyết càng ẩn chứa tinh thần ý chí của hắn, ta hiện tại rất kỳ quái, lúc trước ngươi có thể hấp thu huyết dịch như thế nào, phải biết rằng coi như là phạt mạch kỳ, đạt tới nhân lực cực hạn cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, yêu vương. Tinh thần ý chí trong máu ẩn chứa lực lượng cường đại, không phải là mượn nhờ huyết dịch yêu thú kích phát tiềm lực ư, hoặc là tiến vào yêu hóa tăng lực lượng lên, có khủng bố như vậy à, đối với Trình cung nói, Ba Phong có chút sợ không được, nghe không hiểu thấu, Trình cung cũng không đi giải thích cho Ba Phong, bởi vì cái này căn bản không có biện pháp giải thích minh bạch, đừng nói là hắn coi như là trình lão gia tử cũng chưa hẳn có thể hiểu rõ những tồn tại này. Đại thúc, ngồi gần lại đây, có lẽ cơ hội của chúng ta đã đến, tuy không rõ, nhưng ba phong nghe có thể có cơ hội cứu trình cung, lập tức ngồi ở trước người trình cung, tay trình cung đè trên ngực ba phong, lực lượng chậm rãi xâm nhập, lập tức cảm nhận được ba cổ lực lượng âm u, như là ba đoàn không khí hắc ám vận chuyển trong cơ thể ba phong khí tức âm lãnh này đối với trí dương chân hỏa trong cơ thể trình cung cũng nổi lên tác dụng áp chế nhất định, cái này làm cho trong nội tâm trình cung không khỏi vui vẻ. Vận khí của đại thúc đúng là tốt, đây là có người đã hoàn toàn diệt trừ tinh thần ý chí của hắc báo yêu vương, diệt trừ tuyệt đại bộ phận lực lượng hung tàn, âm u của máu huyết hắc yêu báo vương. Đây là lực lượng của vương giả trong bóng tối, nhưng mà dùng trạng thái trước mắt của đại thúc, chỉ sợ cả đời cũng không có biện pháp lợi dụng của lực lượng này nhất cử lưỡng tiện, hôm nay vừa vặn giúp mình trấn áp chí dương chân hỏa trong cơ thể, cũng giúp đại thúc một lần, trong nội tâm trình cung nghĩ vậy, chậm rãi đưa một tia khí tức chí dương chân hỏa yếu ớt vào trong cơ thể ba phong, ân, ba phong kêu trên một tiếng, thân thể khô nóng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hận không thể lập tức nhảy dựng lên lao ra, quá nóng, quá nóng, nhưng vào lúc này, ba đoàn khí trong cơ thể ba phong kia đột nhiên vận chuyển rất nhanh, một cổ lực lượng hắc ám trăm bát tản ra, dần dần ngăn chặn nhiệt khí này, hơn nữa bị dẫn động tiến vào trong cơ thể trình cung. Ở chí dương chân hỏa của trình cung thôi động, lực lượng của một đoàn huyết dịch trong cơ thể ba phong không ngừng được phóng thích, một bộ phận dùng để trấn áp chí dương chân hỏa trong cơ thể trình cung, một bộ phận khác thì lặng yên sáp nhập vào trong thân thể ba phong, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. 16 canh giờ sau, rốt cục trình cung có thể dựa vào âm dương vạn vật quyết vận chuyển khống chế chí dương chân hỏa còn lại trong cơ thể. Mà giờ khắc này Ba Phong cũng từ hoáng quốc kỳ tầng thứ bảy tăng lên tới tầng thứ 9 đỉnh phong, hăng quá hóa dở, nhất là Ba Phong không hiểu rõ thân thể của mình, không hiểu được điều trị, lúc này Trình Cung dừng tay tu luyện, giờ phút này Ba Phong như đang ở trong mộng, hoáng quốc kỳ tầng thứ 9, mình khổ cực hơn 10 năm mới đạt tới hoáng quốc kỳ tầng thứ bảy đã trải qua bao nhiêu chém vết, bao nhiêu chiến đấu, vốn cho là trước 30 có thể đạt tới tẩy tủy kỳ là rất tốt rồi, không nghĩ tới A thật sự là không nghĩ tới, đến cùng Trình Cung làm cái gì đối với mình, sao hắn có thể làm cho mình trong vòng một ngày tăng lên hai tầng, hơn nữa kỳ suy yếu cũng đã không còn, hiện tại lực lượng của mình ở vào đỉnh phong nhất, nếu như không phải thấy Trình Cung vẫn còn tu luyện, hắn hận không thể hiện tại đi ra ngoài tìm Vương Chấn Đông luyện tập một hồi. Ngẫm lại đoạn đường này đến nay, hiện tại vấn đề ba phong suy nghĩ duy nhất chính là, cố chủ của hắn đến cùng là người nào a, à? lại qua năm canh giờ, Trình Cung chậm rãi mở to mắt lần nữa, hai đấm nắm chặt, thân thể phát ra một hồi tiếng vang không dứt, người đứng lên vậy mà cao hơn một ít so với trước, khí thế mạnh hơn rất nhiều, Ba Phong một mực thủ ở bên cạnh thoáng cái ngẩn người, nhìn khí thế kia của Trình Cung, sao còn mạnh hơn mình liên tiếp tăng lên hai cấp độ chứ? Trình Cung, ngươi tăng lên bao nhiêu? Ba Phong có chút sợ không chịu được, cẩn thận hỏi, Hoán Cốt Kỳ tầng thứ 8, Trình Cung bình tĩnh nói, cái cái gì, ba phong cũng có chút cà lăm, ngươi lập lại lần nữa, bao, bao nhiêu, tầng thứ 8A, làm sao vậy, có vấn đề gì sao, trình cung nhìn ba phong, ý tứ kia là ngươi đã là hoán quốc kỳ tầng thứ 9 rồi, có vấn đề gì, vấn đề lớn đó, ba phong có một xúc động muốn đi lên bóp chết trình cung, từ hoáng quốc kỳ tầng thứ ba một hơi tăng lên tới tầng thứ 8, hắn còn hỏi làm sao vậy, hắn còn có phải là người hay không A, à, quái vật, tuyệt đối là quái vật, không đúng, trước khi hắn tiến vào còn tăng lên một tầng, hiện tại đột nhiên ba phong nhớ tới, cái kia cũng chưa hẳn là tới đỉnh phong đột phá, cái này là thế giới gì a? À? mình từ hoán quốc kỳ tầng thứ hai đến tầng thứ bảy là dùng 5 năm, năm, kết quả hắn mới vài ngày a, à, cũng đã là tầng thứ 8 rồi, quan trọng nhất là trên mặt hắn không có một chút kinh hỉ, thậm chí nửa điểm hưng phấn cũng không có, chẳng lẽ hắn không biết hắn như vậy là rất cần ăn đòn sao? Chương 26, Thủy Yêu Mãn Cần tu khổ luyện, từ khi ba phong bắt đầu tu luyện, thì khắc sâu bốn chữ này trong đầu, sự tình thực lực tăng vọt này, bọn hắn xem ra đều là phát sinh ở trong câu chuyện truyền kỳ, trên người nhân vật truyền kỳ, theo chân bọn họ căn bản không thể so sánh. Trước kia chính hắn trực tiếp vượt qua hoán quốc kỳ tầng thứ 8 đạt đến tầng thứ 9 cũng đã làm cho hắn mừng rỡ, hiện tại thì là hoàn toàn bị khiếp sợ, hù dọa. Giờ phút này trình cung khống chế tinh thần lực, theo lực lượng tăng lên, cùng lần thứ ba lợi dụng chí dương chân hỏa tu luyện, tinh thần lực của trình cung cũng có đột phá. Hôm nay tinh thần lực hắn khẽ động đã có thể tin tường xem xét hết thảy tình huống trong phạm vi 10 thước chung quanh. Tinh thần lực của trình cung như vậy đã vượt qua tẩy tủy kỳ đỉnh phong bình thường, rất tiếp cận tồn tại phạt mạch kỳ rồi. Dùng tinh thần lực của mình bây giờ, sau khi trở về chỉ cần dược vật sung túc, cho dù luyện chế phàm đang thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Đại thúc, lần sau nhớ kỹ, trước chiến đấu uống những thứ này, đây là mang lực dược tề, có thể cường hóa thân thể, bị thương có lập tức chữa thương còn mấy bình này là khôi phục nguyên khí trong cơ thể mệnh là của mình dược có thể tái sinh đấy ngàn vạn lần đừng bởi vì không nỡ uống dược tề mà chết nếu không ta với ngươi gánh không nổi tổn thất trình cung phân ra một phần ba dược tề trên người mình giao cho ba phong ba phong không nỡ sử dụng dược tề hắn cũng nhìn ở trong mắt nếu cho người biết rõ có người đi theo trình cung hắn bị thương không nỡ dùng dược tề mà chết trận đó mới là thiên đại chê cười quan trọng nhất là trình cung ở chung cùng ba phong trong khoảng thời gian này cảm giác ba phong rất ngay thẳng làm người không tồi hoạn nạn thấy chân tình cộng thêm nếu như không có máu huyết hắc yêu báo vương trong cơ thể ba phong cho dù trình cung không chết cũng có khả năng bị phế bỏ tuy hiện tại trình cung nói là vì lợi ích chung nhưng phần nhân tình này trình cung lại nhớ ở trong lòng đối đãi thân nhân huynh đệ bằng hữu vật ngoài thân trình cung chưa bao giờ đi để ý khóe miệng ba phong bỗng nhiên nhúc nhích So sánh với trình cung một hơi tăng vọt 5 tầng, những dược tề này lộ ra không coi vào đâu. Huống chi dọc theo con đường này, ba phong đối với trình cung cầm dược làm nước uống, như cơm ăn cũng đã có chút miễn dịch rồi. 5 tầng, cộng thêm một tầng trước kia, lúc này mới vài ngày, ngươi tăng lên 6 tầng, chẳng lẽ ngươi không biết cái này rất khoa trương sao? Ba phong vương bàn tay đầy lông, năm ngón tay dùng sức ước lượng lấy, trình cung cũng lơ để nhúng nhúng vai, không có gì a à. Có một ít đại gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng hài tử, như thất hoàng tử năm đó sau khi đạt tới hoáng quốc kỳ, chỉ dùng một tháng liền từ hoáng quốc kỳ đạt đến tẩy tủy kỳ, còn có gia tộc cường đại hơn, từ nhỏ đã có người không ngừng trợ giúp những thiên tài kia tẩy kinh phạt tủy, bọn hắn trưởng thành hơi chút tu luyện thoáng một phát liền trực tiếp lướt qua thoát thai kỳ, hoáng quốc kỳ, bắt đầu tu luyện từ tẩy tủy kỳ, còn có càng khoa trương hơn là trời sinh nguyên thể, vừa bắt đầu là có thể tu luyện pháp thuật so với bọn họ chúng ta tuyệt đối là bình thường đến không thể bình thường hơn những cái kia đều là người nào A à? về phần ngươi nói phía sau càng là truyền thuyết hơn nữa ngươi cũng không phải hoàng tử A à? nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi là hoàng tử ta cũng không cần kinh ngạc như vậy ba phong đi theo sau lưng trình cung trực tiếp đi ra khỏi hốc cây a à, trình cung không có giải thích hoàng đế có mười mấy nhi tử nữ nhi trình gia cũng chỉ có hắn cùng trình lam hai người nếu như tính lên giá trị, mình so với hoàng tử bình thường cũng ngưu bức hơn một ít a, à. thấy ba phong vẫn còn trong khiếp sợ, không dám đối mặt sự thật, Trình cung trực tiếp đánh một quyền vào lồng ngực của hắn, nhớ kỹ, sau này không thể nói cho ai biết trong cơ thể ngươi có máu huyết Hắc Yêu Báo Vương, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân cho ngươi, hiện tại máu huyết Hắc Yêu Báo Vương trong cơ thể ngươi đã kích phát, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ngươi so với những tồn tại trong truyền thuyết kia cũng không kém gì, mặc dù chỉ là giai đoạn trước. Được rồi, chúng ta nhanh hái liệt diễm quả, nếu như có thể gặp được mấy tên kia thì thuận tay giải quyết bọn chúng. Ba Phong nghe xong cái này, tinh thần lập tức tỉnh táo, còn cố ý tìm tòi một vòng ở chung quanh, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng thét dài, muốn mượn cái này hấp dẫn đám người vương chấn đông, rằng có mấy canh giờ không có hiệu quả gì, chỉ có thể trước cùng trình cung xử lý chuyện kia, theo lực lượng tăng lên. Hơn nữa trình cung khuyên bảo ba phong sử dụng dược tề bổ sung nguyên khí, tăng cường lực lượng thân thể hai người bọn họ một ngày một đêm trực tiếp đi được hơn một ngàn dặm đường. Đây cũng chỉ có ba phong, hắn cố ý phát ra vị đạo huyết tinh của hắc yêu báo vương, làm cho bọn hắn có thể thông suốt. Đây là một vách núi nhỏ, cao lớn trên dưới trăm mét, cái này đối với hai người hiện tại mà nói đều không có một chút khó khăn, mượn nhờ nham thạch, mười cái lên xuống đã đến phía dưới. Ha ha, ngươi xem ta nói không sai chứ, ta từng ở rất xa nhìn thấy liệt diễm quả này, tuy thứ này rất nổi danh, nhưng lại chẳng ai muốn thuộc cái loại bà ngoại không yêu cậu không thương cho nên trực tiếp bỏ qua ba phong xuống trước nhất khi thấy liệt diễm quả xác nhận mình nhớ không lầm hắn cũng rất vui vẻ hiện tại hắn đã không chỉ là vì tiền thuê cùng tín dụng trải qua hết thảy từ trong nội tâm đã coi trình cung là sinh tử chi giao rồi coi chừng chớ tới gần trình cung không nghĩ tới ba phong hưng phấn như vậy đã muốn trực tiếp hái liệt diễm quả cho mình vèo ba phong nghe được trình cung nói đã bắt đầu khống chế thân hình nhưng vẫn là muộn một chút. Ở bên cạnh cách 2-3 mét, hoàn toàn bị bụi cỏ rậm rạp bao trùm, đột nhiên lao ra một bóng đen cực lớn, miệng khổng lồ mở ra muốn nuốt ba phong. Trảm mã đao không có vỏ đao, cái này là đặc thù của tất cả liệp yêu giả, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, vỏ đao, vỏ kiếm đều là đồ vật vô dụng, cho nên lúc này trảm mã đao trong tay ba phong bột phát ra một tầng hào quang huyết hồng, một tiếng tiếng sợ hãi, bóng đen cực lớn kia dùng tốc độ càng nhanh muốn rụt về lại tìm đúng là ngươi, nhìn ngươi chạy đi đâu. Lúc này trình cung cũng đã vọt lên, hắn trực tiếp đoạn đường đi của bóng đen này, dùng trảm mã đao như cây gậy, trực tiếp sử dụng mang lực ngăn cản nó. Bành, trình cung mình cũng bị chấn tiếp liền lui về phía sau, lực phản chấn thật mạnh, trình cung bị chấn đến huyết khí bốc lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Thẳng đến lúc này ba phong mới nhìn đến, đó là một đầu cự mãn thô nhám như thùng nước, dài hơn 10 mét. Vừa rồi hắn lao tới chỗ kia, là một cái huyệt động, bởi vì bên trên quanh năm bị cỏ dại che giấu, cho dù đến phụ cận cũng rất khó phát hiện, nếu như không phải mới vừa rồi trình cung nhắc nhở, đột nhiên bị tập kích thật đúng là nguy hiểm, đánh lén phong gia gia ngươi, ta giết chết ngươi, ba phong trực tiếp uống một lọ mang lực dược tề, lực lượng hắc yêu báo vương đặc thù mở ra, căn cứ lực lượng máu huyết trong cơ thể, cảm giác bản năng cùng với kinh nghiệm nhiều năm chém giết tụ hợp, chém ra liệt báo trảm. Trảm mã đao trong tay giống như báo trảo sắc bén, kéo lê một đạo quan mang. Lúc này ba phong đã yêu hóa, toàn bộ lông tóc biến thành màu đen, đen đến tỏa sáng, trên thân thể phát ra cổ huyết quan kia, có một loại xu thế ngưng kết hư ảnh hắc báo, hoặc nhìn tựu như một người báo, mà lực lượng của hắn thì vượt qua hoán cốt kỳ tầng 10, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, đạt đến tẩy tủy kỳ tầng 1, điên cùng muốn né tránh, vốn thân thể linh hoạt lại trở nên cứng ngắc, thân thể bị ba phong bổ ra một vết thương rất dài. Cự mãn gầm lên giận dữ trực tiếp xông về liệt diễm quả, thủy yêu mãn cấp 7, trình cung không nghĩ tới tuổi của liệt diễm quả này viễn siêu mình suy nghĩ, xem ra liệt diễm quả này đã vượt qua 800 năm, nếu không không có khả năng có được yêu thú cấp 7 thủ hộ, tại đây cũng không phải ở chỗ sâu trong yêu thú xâm lâm, gặp đồ vật ngàn năm thậm chí vạn năm là bình thường, ở đây chỉ có thể nói là bên ngoài của bên ngoài, cũng chỉ có liệt diễm quả là loại bà ngoại không yêu, cậu không thương không có người biết rõ tác dụng mới có thể ở chỗ này mấy trăm năm mà không có việc gì. Nếu như không phải mới vừa rồi ba phong tùy tiện xông lên, trình cung cẩn thận điều tra sẽ phát hiện liệt diễm quả này đã 800 năm, chắc chắn sẽ chuẩn bị cẩn thận. Phải biết rằng, yêu thú thất cấp, coi như là tẩy tủy kỳ đỉnh phong muốn chém giết cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại, thủy yêu mãn này lại bị ba phong đánh trọng thương, nhưng lại muốn hái liệt diễm quả đào tẩu, máu huyết hắc yêu báo vương, đúng rồi, sao lại quên chuyện này chứ? Hắc yêu báo vương ở trong yêu tộc cũng thuộc về tồn tại cường đại, những yêu thú này đối mặt với máu huyết của hắn, sẽ bị huyết mạch áp chế, làm cho mười thành lực lượng của bọn hắn cũng phát huy chưa đủ nửa thành, nhưng trình cung so với nó còn nhanh hơn, sau khi đánh bay thủy yêu mãn, đã đến bên cạnh liệt diễm quả. Hai cái hộp ngọc sớm chuẩn bị mở ra, tay phất một cái, hơn 10 khỏa liệt diễm quả đỏ rực bay vào hộp ngọc, vốn phát hiện là thủy yêu mãn cấp 7, trình cung cũng định lấy xong liệt diễm quả sẽ lui, sau đó lại nghĩ biện pháp săn giết thủy yêu mãn này, nhưng lúc này đã có máu huyết hắc yêu báo vương áp chế, trình cung cũng đã chuẩn bị nhất cổ tác khí, trảm mã đao vung lên, đồng dạng sắc bén, giống như báo săn chụp mồi, móng vuốt mang theo hàng quan khẽ quét qua, phốt, một đao kia của trình cung, đã chém vào mình thủy yêu mãn một vết thương rất sâu, vết thương này đã mổ tới bụng thủy yêu mãn. Trình cung cũng không khá giả, bị thủy yêu mãn chấn phun ra máu, người trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 thước, thủy yêu mãn giống như nổi điên, mặc kệ thương thế, điên cuồng phóng tới trình cung, làm huynh đệ của ta bị thương, ta giết chết ngươi. Ba Phong cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, trải qua trình cung nhắc nhở, hắn cũng dần dần có thể cảm nhận được đoàn lực lượng trong cơ thể kia, lúc này tay của hắn trực tiếp vẽ lên trảm mã đao một cái, mang theo một tia huyết khí của hắc yêu báo vương, trực tiếp che kín trảm mã đao, sau đó ném ra, trực tiếp đóng đinh thủy yêu mãn trên mặt đất. Bình thường mà nói, đừng nói là một bả trảm mã đao, coi như là tên nỏ khổng lồ mà quân đội dùng để công thành cũng chịu không được loại yêu thú thất cấp này, nhưng trảm mã đao này mang theo huyết dịch của ba phong, thân thể thủy yêu mãn lập tức mềm nhũng, thân thể giống như bị lôi điện đánh trúng, không ngừng run rẩy, muốn giãy dụa lại không có khí lực. Nhưng nhìn hộp ngọc trong tay trình cung, lại càng phát ra điên cuồng, không ngờ quay đầu lại cắn cái đuôi của mình, muốn cắn đứt chỗ kia, lúc này Trình Cung trực tiếp phóng lên trời, hộp ngọc đã bỏ vào lòng, hai tay nắm chặt trảm mã đao. Thời điểm Thủy Yêu Mãn đang muốn cắn đoạn cái đuôi của mình, Trình Cung trực tiếp bay tới trên đầu Thủy Yêu Mãn, một đao đâm vào trong đầu Thủy Yêu Mãn, muốn chém giết yêu thú cấp 7, độ khó phi thường to lớn, sinh mệnh lực của bọn chúng rất ương ngạnh, cho nên rất nhiều tẩy thủy kỳ tầng 8, tầng 9 cũng sẽ không nguyện ý một mình đối kháng yêu thú cấp 7 trở lên nhưng một đao kia của trình cung lại đâm vào bộ vị yếu hại nhất của thủy yêu mãn thân thể thủy yêu mãn rung rung lần nữa rốt cục vô lực ngã trên mặt đất quá nguy hiểm nếu không phải lực lượng tăng lên thì hôm nay đã bỏ mạng rồi quá nguy hiểm vù vù ba phong tản đi lực lượng yêu hóa sụi lơ nằm trên mặt đất trình cung cũng ngồi ở trên đầu thủy yêu mãn liên tiếp uống vài lọ dược tề lúc này mới giơ lên cho ba phong một ngón giữa đại thúc ngươi dùng đầu óc có được không Trước kia ta đã đề cập qua với ngươi, liệt Diễm quả này có yêu thú thủ hộ, nếu vừa rồi ngươi không xông lại, chờ ta quan sát 5 tuổi, sẽ bố trí một ít dược vật, cho dù nó là yêu thú cấp 8 cũng không cố sức như thế. Đây là ngươi tự tìm, a, à, thật thoải mái a. À. Trình cung nằm ở trên đầu thủy yêu mãn, nhìn qua bầu trời trong xanh, sinh tử đối chiến, tung hoành ngang dọc, không bị bất luận câu thúc gì, đây chính là hắn ở kiếp trước trải qua. Chương 27, Thủy Nguyên Châu ba phong gãi gãi đầu có chút xin lỗi ta nghĩ một cái vô dụng như liệt diễm quả cho dù có yêu thú thủ hộ tối đa chỉ là yêu thú ba bốn cấp trực tiếp đập bay là được a à, trình cung bất đắc dĩ cười nói nếu không phải trong cơ thể ngươi có máu huyết hắc yêu báo vương áp chế thủy yêu mãn này hôm nay bị đập bay chính là chúng ta thủy yêu mãn ngươi biết thứ này ba phong quanh năm lăn lộn ở trong yêu thú xâm lâm cũng không nhận ra cái này là thủy yêu mãn không nghĩ tới trình cung lại hiểu rõ ân trình cung gật đầu nói bên cạnh liệt diễm quả khẳng định có yêu thú thủ hộ hơn nữa nhất định là thủy thuộc tính cũng có cực kỳ đặc biệt như thuộc tính băng hàng sương mù liệt diễm quả này rất đặc biệt tuy nó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cường đại nhưng lại hấp thu nước băng hàng sương mù cho nên lực lượng hỏa diễm của nó rất nhu hòa nếu như thủy yêu mãn này nuốt liệt diễm quả thành công đem sẽ lướt qua bát cấp cửu cấp đạt tới một tầng thứ rất cao cho nên thủy yêu mãn một mực thủ hộ bên cạnh chỉ là hiểu càng ít sẽ dùng càng ít có thể sử dụng tốt cơ hồ không có ngươi tìm cái này chẳng lẽ ngươi sẽ dùng ha ha trình cung vui vẻ cười nói không sai ta là một trong số ít người trong thiên hạ biết dùng cái này móa vô sĩ lúc này ba phong mới phát hiện cuối cùng là cái bẫy để cho trình cung khoe khoang mình một bả nhưng trong nội tâm rất giật mình như trước còn có cái gì thằng này không hiểu sao đúng rồi đột nhiên ba phong nghĩ đến chiêu thức vừa rồi trình cung thi triển sao ngươi biết liệp báo trảm trình cung chỉ chỉ hắn nhìn ngươi dùng qua cảm giác rất có khí thế của yêu báo thời điểm săn thức ăn vừa vặn ta cũng không có vũ kỹ khác nên sử dụng liệp báo trảm của ngươi bởi vì ba phong là căn cứ cảm giác đặc biệt trong cơ thể sáng tạo ra liệp báo trảm cho nên liệp báo trảm này là độc nhất vô nhị quy lực vượt qua vũ kỹ trung tầng bình thường hơn nữa theo nhận thức cùng lực lượng của ba phong tăng lên lực lượng vũ kỹ này không cải tiến tăng lên phải biết rằng một môn vũ kỹ từ tu luyện tới khi sử dụng thuần thục chính giữa cần lĩnh ngộ tôi luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt nếu đổi thành vũ kỹ khắc trình cung nói hắn liếc mắt nhìn sẽ học được khẳng định ba phong sẽ không tin nhất định cho là hắn đã sớm học bởi vì ba phong thấy rõ trình cung sử dụng không kém mình bao nhiêu nếu như mình không có máu huyết hắc yêu báo vương trong thân thể dưới tình huống không thể yêu hóa chưa hẳn có uy lực hơn trình cung hơn nữa từ trình cung sử dụng liệp báo trảm, vậy mà hắn phát hiện có vài chỗ cải biến, vì thế càng trở nên cường đại hơn, đã tương xứng cùng Vũ Kỷ thượng tầng bình thường, chính hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi, còn có câu kia của Trình cung, không có vũ kỹ khác, càng làm cho ba phong thiếu chút nữa ngã quỵ, trong lòng tự nhủ, nguyên lai like ngươi là học đâu làm đấy a, à? ngươi còn có thể dụng độc, có thể, vậy trên đao ngươi bôi độc gì, không có bôi, cái gì, không có bôi, ngươi không có bôi độc vậy ngày đó cánh tay vương chấn nam là xảy ra chuyện gì dùng hắc ma đằng diệp tử làm thuốc tê mà thôi ta còn chưa kịp bôi độc chấm 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 ba phong phát hiện cùng trình cung nói chuyện phím là sự tình rất kích thích bởi vì thời thời khắc khắc đều bị kích thích cuối cùng hắn dứt khoát không lên tiếng nữa trình cung nghỉ ngơi thoáng một phát sau khi khôi phục một ít lại bảo ba phong lấy thịt trắng ăn thịt của thủy yêu mãn này là đại bổ còn trình cung thì lấy yêu đan cấp nhặt một ít huyết dịch của thủy yêu mãn huyết dịch hắn lấy là tinh huyết, cho dù máu toàn thân chảy hết, nếu như không cố ý đi thu thập, tinh huyết cũng sẽ không chảy ra. Sau khi làm xong hết thảy, trình cung mon men đi vào huyệt động của nó, đó là một khe hở dưới mặt đất, từ những khe hở gần đó có thể nhìn ra, chỉ là cái này bị thủy yêu mãn quanh năm đi lại, đá ở đây bị mài đến bóng loáng. Trình cung ở chỗ này như là ngồi ván trượt, một đường trượt xuống dưới hơn 10 mét, mới nghe được phía dưới có thanh âm sông ngầm đang chảy. Trình cung lập tức vận chuyển nguyên khí, tay cầm trảm mã đao, khống chế tốc độ, cẩn thận lưu ý chung quanh. Lối đi này tối đen, tuy lực lượng của trình cung đã là hoáng cốt kỳ tầng 8, nhưng dù sao không tới trình độ tẩy tủy, phạt mạch, còn không có biện pháp đạt tới trình độ nhìn vật trong đêm. Từ trong lòng lấy ra một cái hỏa tập, nhẹ nhàng nhen nhóm, trình cung nhìn phía dưới một chút, mạch nước ngầm rộng khoảng khoảng 3 mét, giữa dòng sông còn có rất nhiều đá ngầm nổi lên, mạch nước ngầm chảy rất hung mảnh, nhưng mà nhiều đá ngầm nổi lên như vậy hiển nhiên lúc này còn không phải thời điểm nước cao nhất trình cung nhẹ nhàng nhảy đi xuống cẩn thận tìm kiếm chung quanh rất nhanh hắn đã tìm được chỗ hắn muốn tìm bởi vì địa phương thủy yêu mãn ở mấy trăm năm đá tảng cũng bị mài bóng có vài chỗ xuất hiện một ít vết trượt thật sâu rất nhanh đã tìm được nơi ở của nó đây là một huyệt động cực lớn bên trong thạch bích trình cung nhìn vị trí này một chút đúng là phía dưới liệt diễm quả ở trong động này hơn 10 khỏa thủy sắc bóng loáng, ống ánh trong suốt, lớn nhỏ giống như liệt diễm quả, thủy nguyên châu, quả nhiên là thủy nguyên châu, chỉ có trong hoàn cảnh đặc biệt, dưới tình huống có ngoại lực hỏa diễm áp bách, hơi nước dày đặc, còn có yêu thú cấp bậc như thủy yêu mãn thai ngén mấy trăm năm, mới có thể sinh ra loại thủy nguyên châu này, hơn nữa nhìn số lượng thủy nguyên châu, trình cung vội lấy cái hộp liệt diễm quả mở ra, đếm thoáng một phát, đều là 12 khỏa. Xem ra thủy yêu mãn này là muốn đợi thủy nguyên châu cùng liệt diễm quả thành thục, phục dụng cùng một chỗ. Trình cung cũng thu thủy nguyên châu lại, đã thủy nguyên châu này, thân thể của mình có thể tăng lên mấy cấp bậc, tiềm lực cũng có thể gia tăng rất nhiều, còn có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Lần này là kiếm lợi lớn A, vốn cho là có thể tìm được liệt diễm quả 300 năm cùng yêu thú thủ hộ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới là liệt diễm quả 800 năm cùng thủy yêu mãn thất cấp mà nó thai ngén thủy nguyên châu này càng tới 12 quả. lần này thực không uổng công, may mắn tự mình đến một chuyến, cái này nếu là thuê liệp yêu đội bình thường, thủy nguyên châu này không bị nuốt riêng thì bị bỏ lỡ. Hoặc là bọn hắn đánh rắn động cỏ, làm cho thủy yêu mãn trực tiếp nuốt liệp diễm quả, cái kia thật là thua thiệt lớn, trình cung cất kỹ thủy nguyên châu, lại dạo qua một vòng, phát hiện ở trong sông ngầm này không còn những thứ khác, lúc này mới đi lên, trình cung đi lên, Ba Phong đã đã nướng chín thịt, hai người trình cung cùng Ba Phong đều rất nhiều ngày không ăn cái gì, sau khi ăn uống một phen thả cửa lại ở chỗ này đợi hai ngày. Tuy chém giết cùng Thủy Yêu Mãn rất ngắn, nhưng thương thế của hai người cũng không nhẹ, hiện tại Ba Phong đã có trình cung cho dược tề bổ sung, cũng không cần giống như trước, mỗi lần sau khi yêu hóa cần tỉnh dưỡng một tháng, không đến hai ngày đã khôi phục trạng thái tốt nhất, hai người lên đường trở về, trình cung đến đây là rèn luyện, cho nên trên đường trở về hắn dùng tốc độ cực hạn tiến về phía trước, phát huy nguyên khí, lực lượng thân thể đến cực hạn như cũ. Hiện tại trên lưng hai người đều mang một bao thật lớn, đây là đã ném đi rất nhiều vật không có giá trị, lúc này cảm giác lớn nhất của Trình Cung là không có không gian giới chỉ thật sự là quá bất tiện, nhưng đồ vật cao cấp này thật đúng là không dễ tìm, nhưng sau khi trở về, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một cái nếu không về sau dược vật nhiều hơn cũng không có biện pháp mang theo a à, không thể cả ngày vác một cái bao lớn được bất quá biện pháp tốt nhất là mở ra một không gian nguyên giới của mình nhưng này so với đạt được không gian giới chỉ càng thêm khó khăn nhưng trong đầu trình cung đã bắt đầu cân nhắc cái loại này khả thi càng lớn hơn một chút giờ phút này ba phong toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng cùng trình cung trừ khi hắn sử dụng lực lượng yêu hóa nếu không sẽ không có biện pháp bỏ qua trình cung nhìn trình cung thỉnh thoảng điều chỉnh thân hình làm cho tốc độ thân thể nhanh hơn trong nội tâm ba phong cảm khái ngàn vạn ngẫm lại thời điểm mình vừa gặp được trình cung cùng lời nói kia giờ cảm giác có chút ngượng ngùng hiện tại tuy trình cung kém mình một tầng nhưng lực chiến đấu của hắn lại không kém mình bao nhiêu mình có đặc thù yêu hóa nhưng hỏa diễm khủng bố kia lại làm cho ba phong nhớ tới cũng run rẩy toàn thân nếu như hiện tại gặp nguy hiểm ai bảo kê ai còn khó mà nói a i, -i ngẫm lại vài ngày trước thời điểm gặp được hắn hắn chỉ là tiểu gia hỏa hoáng cốt kỳ tầng thứ hai lúc ấy mình còn cảm giác dùng cái tuổi này của hắn nếu như không có bối cảnh coi như không tệ hiện tại nhưng nói đi thì nói lại nếu như không phải tới đây một chuyến cùng trình cung mình cũng không có khả năng có loại tăng lên này càng không rõ dùng lực lượng trong cơ thể mình như thế nào nếu như không so cùng trình cung mà nói lần này thu hoạch của mình vẫn là tương đối kinh người hơn nửa trình cung nói lực lượng trong cơ thể mình đã mở ra vốn là phải tới tẩy tủy kỳ mới có thể bắt đầu dần dần sử dụng máu huyết khắc yêu báo vương cải tạo thân thể nhưng hiện tại thời điểm ba phong đang xuất thần đột nhiên trình cung dừng lại hơn nữa đưa tay ý bảo hắn cũng dừng lại đây chính là có ba phong không cần lo lắng yêu thú tập kích cộng thêm hắn rất quen thuộc đối với yêu thú xâm lâm hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành trình cung lại dừng lại làm sao vậy ba phong khống chế được thân hình cảm giác nguyên khí trong cơ thể tiêu hao cực lớn cũng đã thành thói quen lấy ra một lọ dược tề uống vào nhìn thoáng qua chung quanh ở đây đã gần biên giới rồi chỉ cần qua ngọn núi kia là có thể trở lại thôn trấn xuất hiện đi kỹ xảo che giấu tệ như vậy còn không biết xấu hổ muốn đánh lén thoại ngữ có thể đã kích địch nhân cho tới bây giờ trình cung chưa từng keo kiệt ba phong nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi lần nữa có người mai phục sao mình không có phát giác được ánh mắt hắn lập tức quét nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện địa hình ở đây rất nguy hiểm, lúc trước thời điểm mình đến nơi này, còn rất có kinh nghiệm giới thiệu qua cùng trình cung, ở đây mai phục là tốt nhất, không ngờ hàng từng nói mà giờ lại không phát hiện, ba phong cẩn thận lưu ý chung quanh, phát hiện tình huống có chút không đúng, đây là một loại cảm giác, thời gian dài lăn lộn ở trong yêu thú xâm lâm đã dưỡng thành cảm giác đó, theo lý thuyết nếu như không phải mình phân tâm, không cần phải lo lắng cho trình cung, thì không bao giờ hắn sẽ sơ suất như vậy, không đi ra đúng không?" Trình Cung hừ lạnh một tiếng nói, "Các ngươi cứ đợi a, à, chúng ta đi." "Muốn đi, nằm mơ a." À. Thời điểm Trình Cung quay người, hai bên đột nhiên có mười mấy người nhảy xuống, cả đám đều cầm lợi khí trong tay, trên mặt lộ vẻ hung quang, sườn núi phía trước có Vương Chấn Đông, Vương Chấn Nam, Lưu Huy cùng một đại hán trung niên khác đi ra, vừa nhìn thấy Trình Cung, Vương Chấn Nam cũng cảm giác chỗ tay cục đau đau mình lại bị một lọ gây tê đặc thù dọa sợ tới mức trực tiếp chém rơi cánh tay, không giết trình cung này, đời này mình sống không tốt, độc nhãn lan, một phong báo cùng một tiểu oa nhi lại dày vò huynh để các ngươi như vậy, xem ra ngươi thực già rồi, không được a, à, ha ha, đại hán đi ra cùng vương chấn đông đắc ý nói, trước kia thanh danh của độc nhãn lan còn vang dội hơn bọn hắn, vậy mà dùng nhiều tiền mời bọn hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên cao hứng, hừ, vương chấn đông hừ lạnh một tiếng, mã chương, đơn đã độc đấu ngươi có thể thắng đinh tráng tráng không lấy thân pháp cùng tốc độ của hắn ngươi có thể giết hắn ư nhưng tiểu tử này lại giết đinh tráng tráng ngươi được không ách mã chương cũng là quanh năm trà trộn vào vài trăm dặm trong này làm việc giống như đám người vương chấn đông nhưng lợi hại của mấy thủ hạ vương chấn đông hắn vẫn rất rõ ràng nghe vương chấn đông nói như vậy hắn ngược lại thu hồi một ít lòng khinh thị vương chấn đông nói mã chương xong hung giữ nhìn về phía trình cung cùng ba phong lần nữa hắn không tiếc dùng nhiều tiền mời Mã Chương, mục đích đúng là vô luận như thế nào cũng phải giết chết trình cung cùng Ba Phong. Chương 28, tên ngu ngốc này không giết. Người Mã Chương mang đến trừ hai cái lực lượng đạt tới hoán cốt kỳ tầng 7, mặt khác đều là ở Hoáng cốt kỳ tầng 4 đến tầng 6, nhưng thắng ở nhân số nhiều, hơn nữa hắn cũng có được lực lượng Hoáng cốt kỳ tầng 9, mình phối hợp cùng Lưu Huy. Cho dù phát sinh tình hình vương chấn đông trước kia lần nữa cũng có lòng tin tiêu diệt hai người bọn họ. Giờ phút này hắn không có lập tức động thủ, hoàn toàn là vì sau lưng ba phong cùng trình cung có một bao lớn, mà ánh mắt hắn nhìn qua cũng chứng kiến ánh mắt mã chương lộ ra thần sắc tham lam. Hai người đều là càng già càng lão luyện, chỉ bằng vào hương vị, đã đoán được trong bao bọn hắn ít nhất cũng là yêu thú cấp 5 trở lên. Một người một nửa, thấy mã chương không có ý tứ động thủ, vương chấn đông biết rõ hắn chờ cái gì. Ha ha, mã chương cười nói, độc nhãn lang, nếu lúc trước ngươi nói như vậy đương nhiên không có vấn đề nhưng mà hiện tại thì không được ta thì sao cũng được nhưng lại phải hiếu kính đại ca ta ngươi cũng biết tốn hao rất lớn huống chi lần này ta tới là giúp ngươi mã chương ngươi không nên được một tất lại lấn một thước vương chấn nam nổ quát một tiếng muốn gì chứ cũng dám nói điều kiện cùng đại ca ta mã chương lạnh nhạt nhìn về phía vương chấn nam ta với đại ca ngươi nói chuyện lúc nào đến phiên một người tàn phế như ngươi xen vào không biết lớn nhỏ, trong mắt vương chấn đông hiện lên một tia hàng quang, lóe lên rồi biến mất, lập tức cười nói, không phải là một ít đồ thôi sao, chỉ cần giết hết bọn chúng, toàn bộ đều thuộc về ngươi, lần này ta chính là muốn báo thù cho huynh đệ của ta, tốt, có khí phách, ha ha, mã chương như là đánh thắng trận, vô cùng vui vẻ cười lớn, ba phong nhìn về phía trình cung, giờ phút này máu của hắn đã sôi trào, bọn gia hỏa không biết chết sống này, tuy bọn hắn mời mã chương dẫn theo mười mấy người, nếu lúc trước khẳng định hai người bọn họ sẽ quay người chạy vào bên trong nhưng hiện tại sau khi hắn yêu hóa có thể đạt được lực lượng tẩy tủy kỳ tẩy tủy kỳ cường đại hoàn toàn không phải hoán quốc kỳ có thể so sánh nếu như nói thoát thai kỳ cùng hoán quốc kỳ chỉ là đơn thuần là tích lũy nguyên khí cải tạo thân thể vậy tẩy tủy kỳ là lực lượng biến đổi về chất tẩy tủy kỳ dần dần có thể ngưng tụ nguyên khí không phải là hào quang đơn thuần đã có thể ngưng tụ nguyên khí bảo vệ mình tên ngu ngốc này không dết những thứ khác giết chết toàn bộ, một ngón tay Trình Cung chỉ mã chương, sau đó lấy ra hai bình dược uống vào, má nó đã sớm muốn giết chết bọn bại hoại các ngươi rồi, hôm nay rốt cục có cơ hội đi chết đi. Ba Phong ném cái bao xuống mặt đất, uống hai bình dược tề giống như Trình Cung, người trực tiếp xông tới, chỉ bằng ngươi. Đang, Vương Chấn Đông nâng đại kiếm lên ngăn cản Ba Phong, chỉ là sau một kích này, hổ khẩu của Vương Chấn Đông bị đánh rách tả tơi, huyết không ngừng chảy xuống hai cánh tay của hắn trực tiếp mất đi tri giác, cả người phun ra một bún máu, bay ra ngoài, phốt. Hoán cốt kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, làm sao có thể? Phốt. Không có khả năng, vương chấn đông quả thực không thể tin được, lúc này mới vài ngày, hiện tại lực lượng của ba phong này còn mạnh hơn mấy ngày trước dùng bí pháp, đồng thời ngay lúc này, huyết tinh trong cơ thể ba phong bành trướng, hư ảnh hắc yêu báo vương xuất hiện lần nữa. Lúc này khí thế của hắn như cầu vòng đuổi giết vương chấn đông, Lưu Huy cùng người che ở phía trước hắn. Lúc này ở trong mắt ba phong, tốc độ của Lưu Huy quá chậm, không đợi xong chùi y của hắn dơ lên, trảm mã đao của ba phong đã bổ tới trên đầu của hắn, trực tiếp chém hắn thành hai phần. Ba phong nhanh, tốc độ của trình cung cũng không chậm, trực tiếp phóng tới 10 gia hỏa rất là hung hãn ở bên cạnh. Dơ tay chém xuống, những người kia đa số đều không kịp rút vũ khí ra, người cũng đã ngã xuống đất. Tinh thần lực siêu cường của trình cung làm cho hắn có thể khống chế toàn cục rõ ràng, hiểu rõ nhất cử nhất động của người khác, cộng thêm thân thể của hắn có thể so với tẩy tủy kỳ bình thường, cho dù hoán quốc kỳ tầng 7 cũng đỡ không nổi một kích của hắn, ầm, uhm, đao trên tay vương chấn nam không ngừng run rẩy rơi xuống đất, không dám tin nhìn trình cung. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể, tiểu tử kia chỉ có hoán quốc kỳ tầng thứ ba, hoặc nhìn giống như đại thiếu gia, làm sao có thể có được lực lượng mạnh như vậy điều đó không có khả năng, không có khả năng, sợ hãi, vô cùng sợ hãi, Vương Chấn Nam nhìn một mình trình cung, đã nhanh chóng giết toàn bộ thủ hạ của Mã Chương, trong đầu lại chết sống không tin đây là thật, độc nhãn lan, ngươi dám bịp ta, có siêu cấp cao thủ tẩy tủy kỳ, ta không để yên cho ngươi, Mã Chương không nói hai lời, không dám suy nghĩ chia các chỗ tốt như thế nào nữa, quay người bỏ chạy, Mã Chương chạy nhanh, nhưng trình cung nhanh hơn, hơn nửa thời điểm truy mã chương vượt qua bên cạnh vương chấn nam, trảm mã đao hơi động một chút đã cắt đứt cổ họng của vương chấn nam, sau đó mấy cái chấp động đã chận tước mặt hắn, hiểu lầm, hiểu lầm, mã chương vội vàng lộ ra dáng tươi cười, ta là bị độc nhãn lan lừa dối, chúng ta trước không oán, gần đây không thù, ca ca của ta là phó ban chủ của cùng phong mã bang, hắn là phụ trách khu vực này, người biết ở đây có một bộ phận rất tiếp cận cùng thảo nguyên, mặc dù mã chương là hoán quốc kỳ tầng thứ 9, nhưng ở trước mặt trình cung ngay cả dũng khí trùng kích cũng không có, bởi vì vừa rồi trình cung giết chết thủ hạ của hắn, lực lượng biểu hiện ra có thể so với hoán Quốc kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, mà hắn bất quá là mượn nhờ ca ca hắn sử dụng ngoại lực đạt tới tầng thứ 9. Điểm này trình cung cũng nhìn ra, hắn hẳn là rất lớn tuổi mới dùng ngoại lực tăng lên, cho nên trình cung mới nảy lòng tham không giết mã chương này, trình cung lạnh lùng nhìn hắn, ca của ngươi có không gian giới chỉ hay không, ân. a à. Mã Chương bị hỏi mà ngây ngẩn cả người, bởi vì hai chuyện không có dây mơ rễ má gì cả. À, nhưng vào lúc này, bên cạnh hét thảm một tiếng, nguyên lai là Vương Chấn Đông đã bị Ba Phong đánh chết. Thân thể Mã Chương run rẩy, mãnh liệt gật đầu. Có, có. Năm kia ca ca ta lập nhiều đại công, đạt được một cái không gian giới chỉ, đồng thời đạt được một khỏa đan dược nhân cấp thượng phẩm. Đan dược ta đã phục dụng, mới có thể từ hoán quốc kỳ tầng thứ bảy đạt tới tầng thứ chín. Vài ngày trước trình cung bảo bàn tử hỏi thăm qua, nếu như dùng tiền tài thế tục mua không gian giới chỉ mà nói, cho dù là không gian giới chỉ nhỏ nhất, chỉ có dài rộng cao đều nửa mét, giá trị cũng trên 500 vạn, nhưng mà loại này căn bản không đáng tiền, còn không bằng tùy tiện mua một cái túi đồ, nếu như lớn hơn chút nữa đều là ngàn vạn, nhưng lại phải đợi đấu giá mới có cơ hội, thường thường có tiền mà không mua được. Đối với cái này trình cung cũng rất là bất đắc dĩ, về phần mở không gian nguyên giới thuộc về mình, trong thời gian ngắn thì không cần đi suy nghĩ độ khó kia so với đạt được một không gian giới chỉ có diện tích như lam vân đế quốc còn khó hơn cho dù không gian giới chỉ cũng không phải người bình thường có thể dùng hơn nữa chưa đạt tới phạt mạch kỳ thì không có biện pháp lưu lại tinh thần lạc ấn nếu như ngươi dám tùy tiện mang đi ra ngoài ai cướp được là của người đó vừa rồi trình cung đột nhiên đồng ý lưu mã chương này lại hỏi thoáng một phát không nghĩ tới hắn có thật bao nhiêu cái này ta thật không biết Mã chương thấy ba phong cõng cái bao cực lớn đi đến bên người trình cung, rất bất thiện nhìn mình, nghĩ đến lời vừa rồi mình nói, hắn càng khẩn trương lên, trình cung suy nghĩ một chút nói, thực lực của ca ca ngươi như thế nào, ba năm trước hắn đã là phạt mạch kỳ tầng thứ 9, gần đây hắn tới làm việc, ta hỏi qua hắn nhưng hắn không nói gì, mã chương cẩn thận nói, rất sợ nói sai cái gì sẽ gặp chuyện không may, ba phong thì nghi hoặc nhìn trình cung, không biết hắn có ý tứ gì, Tuy trước kia nghe qua trình cung nói bởi vì không có không gian giới chỉ nên không mang được thủy yêu mãn, nhưng đồ chơi này căn bản không phải đồ chơi của phàm nhân, lực lượng không đủ, mang theo chỉ có muốn chết, chỉ có số rất ít thực lực đạt tới phạt mạch kỳ mới có, còn lại đều là siêu phàm kỳ trở lên mời có được. Chẳng lẽ hắn muốn cướp ca ca mã chương mã huân, không thể nào, cùng phong mã bang là mã tặc lớn nhất của Lam Vân Đế Quốc cùng Thảo Nguyên Vương Đình, nghe nói chỉ là nhân viên cũng chừng mấy vạn, hơn nữa hung hãn vô cùng trước kia khi lam vân đế quốc chưa có cuộc khởi thảo nguyên vương đình không có thống nhất bọn họ là tồn tại có thể tiêu diệt tiểu quốc cùng tiểu bộ lạc cho dù lam vân đế quốc cùng thảo nguyên vương đình hiện tại cũng không có biện pháp diệt bọn hắn ba phong nhìn trình cung thật muốn nói cho hắn biết ta mau tiêu diệt hắn hủy thi diệt tích rồi chạy a à. ngươi cũng quá độc ác a à. muốn cướp bóc từ trên người cường đạo muốn vuốt trâu hùng không muốn sống nữa sao huống chi ngươi không nghe người ta nói sao ba năm trước đã là phạt mạch kỳ hơn nữa là đỉnh phong bây giờ có khi đã tiến vào siêu phàm kỳ rồi tốt trình cung nói xong đột nhiên xông tới đánh xuống một đao đang mã chương không nghĩ tới mình nói rất tốt trình cung lại đột nhiên động thủ tuy hắn một mực đề phòng nhưng lần này cũng có chút trở tay không kịp sau khi ngăn trở cảm giác hai tay run rẩy nhưng công kích tiếp theo của trình cung đã đi tới mà mình vẫn chưa hoàn toàn hóa giải lực phản chấn vậy mà hắn vung đao đi lên lần nữa sau khi liên tiếp va chạm như vậy, tay mã chương rung lên, đã cầm đao không được. Ngay thời điểm hắn muốn chạy trốn, Trình Cung đưa tay biến đổi, Mai Hoa Thủ đã đánh ngất hắn đi. Ngươi không giết hắn, không phải là muốn dùng hắn đi vơ vét tài sản mã hôn chứ? Đột nhiên Ba Phong nghĩ đến một loại khả năng, không dám tin nhìn Trình Cung, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, hắn sẽ không thật sự điên cuồng như vậy chứ? Điên cuồng như vậy a? À. Vơ vét tài sản của hắn làm gì? Như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm trước thu thập chiến lợi phẩm thoáng một phát, rồi tìm một chỗ nói sau. Trình cung nói xong, không chút khách khí vơ vét tài sản của đám người vương chấn đông, vương chấn nam một lần, kể cả trên người mã chương này cũng lấy. Thật đúng là đạo tặc, trên người những tên này cộng cùng một chỗ vậy mà tiếp cận 70 vạn lượng ngân phiếu, còn có hơn một vạn kim phiếu, còn những thứ khác trình cung căn bản không để vào mắt. Sau khi lấy xong, trình cung mang theo mã chương tìm một sơn cốc vắng vẻ phụ cận, sau đó viết một dược phương cho ba phong đi mua sắm tuy ba phong một bụng nghi hoặc nhưng vẫn chạy đi mua còn có một bộ dược lô nhìn những vật này tâm ba phong nói quả nhiên mình không có đoán sai trình cung biết luyện dược nhất định là một luyện dược sư lợi hại nếu không sao uống thuốc như ăn cơm uống nước vậy đây là lần đầu sau khi trình cung trọng sinh động thủ luyện dược nhưng lại không có nửa điểm không lưu loát dùng tinh thần lực hiện tại của hắn khống chế luyện dược quả thực quá dễ dàng ba phong cũng từng đi mua dược tề tên luyện dược sư chỗ đó cao ngạo không bì nổi căn bản không dùng mắt nhìn bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn ai cũng không dám đắc tội, bọn hắn luyện chế dược vật, cẩn thận từng ly từng tí, muốn luyện chế dược tề vượt qua cấp 7, thường thường cần vài ngày mới có thể luyện chế tốt, nhưng mà lúc này chứng kiến trình cung luyện dược, ý nghĩ trước kia của ba phong triệt để phá vỡ rồi, nguyên lai luyện dược lại có thể nhẹ nhõm như thế, trình cung ngồi ở chỗ kia, một bên lấy ra một khối xương cốt đặc thù trong cơ thể thủy yêu mãn, sau đó chậm rãi mài thành bụi phấn căn cứ theo như lời nói của trình cung nếu như thủy yêu mãn thật có thể nuốt liệt diễm quả cùng thủy nguyên châu vậy nó sẽ có được một năng lực đặc thù là mê hoặc kỳ thật ngay tại lúc này thủy yêu mãn kia sinh ra lực mê hoặc cũng rất kinh người cho dù tẩy thủy kỳ đỉnh phong cũng không có biện pháp chống cự chẳng qua là lúc gặp ba phong hoàn toàn bị ngăn chặn mới không có phát huy ra một bên giải thích cho ba phong một bên thỉnh thoảng ném vài dược liệu vào trong dược lô mà hỏa diễm của dược lô không ngừng biến hóa, xích viêm chân hỏa, đó là luyện dược sư sử dụng nguyên khí phụ trợ cùng tinh thần lực thúc dục, không ngừng trải qua huấn luyện, mới có thể đề cao hỏa diễm thành hỏa diễm luyện dược, nhưng lúc này lại giống như biến thành biểu diễn. Trình cung nhàn nhạt dùng tinh thần lực, có thể nhẹ nhõm khống chế được hỏa diễm biến hóa, tăng độ ấm hỏa diễm lên vài lần, nhẹ nhõm đạt tới trình độ xích viêm chân hỏa. Hiện tại ba phong thật muốn để cho những luyện dược sư cao ngạo kia sang đây nhìn xem, xem người ta luyện dược như thế nào, nguyên lai luyện dược cũng có thể đơn giản như thế, quả thực giống như là ăn cơm, không, so với ăn cơm càng dễ, càng nhẹ nhõm, càng tự tại hơn, cái loại cảm giác này, như là một loại hưởng thụ, trong lúc tùy ý đó cho người ta một loại cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Giống như là thánh nhân viết thư pháp, võ trung thánh giả diễn luyện vũ kỹ, làm cho người không hiểu nhìn thấy cũng rất hưởng thụ, khoan khoái dễ chịu, chương 29 cướp đoạt không gian giới chỉ. Dược tề mà trình cung vừa phối trí xong, đã đổ vào một vò rượu mà ba phong mua về, sau đó lại bắt đầu nấu dược tề thứ hai. Sau khi dược tề này nấu xong, trình cung trực tiếp cho mã chương đang hôn mê uống. Ba phong ở bên cạnh nhìn rất lâu, y nguyên xem không rõ, rốt cục nhịn không được truy vấn. Rốt cục ngươi đang làm cái gì vậy? Vì không gian giới chỉ, ở đây chậm trễ hai ngày chẳng lẽ ngươi cho rằng không đáng sao? Trình cung cười cười phủi tay, không hề đi để ý tới mã chương lại nhìn dược vật còn lại lần này tiêu hao rất lớn vừa vặn tùy tiện luyện chế một ít dược tề đáng chậm trễ một năm cũng giá trị ba phong mãnh liệt gật đầu nhưng lập tức nhìn trình cung lại nhìn mã chương như vậy có thể đạt được không gian giới chỉ trình cung nghiêng đầu nghĩ nghĩ bảy tám phần nắm chắc a có được hay không thử xem sẽ biết a ba phong dùng sức vò đầu sau đó nhìn về phía trình cung vẫn là không rõ a trình cung cười giải thích nói Ta lợi dụng năng lực mê hoặc đặc thù của thủy yêu mãn, đã làm ra một bộ dược tề có thể tạm thời khống chế Mã Chương. Sau đó ta lại cho một bộ dược tề vào trong rượu, sẽ làm cho rượu rất dễ uống, một khi uống rất nhanh sẽ té xỉu. Mã Chương là đệ đệ Mã Huân, đệ đệ cầm rượu cho ca ca uống chắc chắn hắn sẽ không hoài nghi, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ chiếm không gian giới chỉ, thuận tay giết chết hai người bọn họ, cũng tránh khỏi giết đệ đệ. Về sau ca ca lại tìm phiền toái lần này trực tiếp giải quyết hậu hoạn. Ba Phong cảm giác mình có chút chóng mặt, trình cung so với mình còn hung ác hơn. Vậy mà muốn giết Mã Huân, đây chính là phó ban chủ thứ 9 của cùng Phong Mã Ban A, ba năm trước đã đến phạt mạch kỳ. Chính mình tên Ba Phong, trước kia rất điên cuồng, cộng thêm lợi dụng huyết dịch đặc thù trong cơ thể, sau biến hóa mới được xưng là Phong Báo. Nhưng so với trình cung mình lại là hài tử trung thực, nghe lời đến không thể nghe lời hơn. Nếu như vừa bắt đầu trình cung nói như thế, Ba Phong nhất định kiên quyết phản đối, bất luận là từ suy nghĩ bảo hộ an toàn cố chủ hay là từ góc độ bằng hữu, cũng không thể cho hắn điên cuồng như thế. Nhưng vừa rồi nhìn trình cung luyện dược, trong nội tâm Ba Phong cũng có vài phần kích động, có lẽ thật là có cơ hội, thật có thể đi, lại đợi nửa ngày. Trình cung cùng Mã Chương đi tới địa phương vắng vẻ ngay người nửa canh giờ, sau khi Mã Chương đi ra lần nữa, đã cung kính đi theo sau lưng Trình cung. Chủ nhân, ca ca của ta nói là làm việc ở phụ cận, Kỳ thật ta cũng chỉ tới hai lần mà thôi, khu vực hắn phụ trách chính thức cách nơi này hơn 3.000 dặm. Chỉ là vì ta và hắn mới tới qua hai lần, ta có vân điêu truyền tin mà hắn đưa cho ta, thả ra cần phải hơn hai ngày mới có thể đến, cộng thêm thời gian hắn đến, nhanh nhất cũng phải bốn tới năm ngày thời gian. Mã chương cung kính đi theo sau lưng trình cung, rất nghiêm túc nói, hơn nữa là có cái gì thì nói cái đó, như vậy cũng được, ba phong chỉ vào mã chương, ngươi thi triển pháp thuật đối với hắn rồi hả? trình cung nhún nhún vai, đồ vật quá chuyên nghiệp không có biện pháp giải thích, như vậy đi, chúng ta trước trở về khách sạn ở lại, ngươi hẹn gặp mặt hắn, nói với hắn ngươi phát hiện đám người vương chấn đông thần thần bí bí, ngươi thăm dò được bọn hắn hình như ở bên trong yêu thú xâm lâm lấy được một khỏa anh đan, hơn nữa là trung phẩm, ngươi không biết rõ anh đan là cái gì, nhưng lại nghe bọn hắn nói muốn hiến cho một vị thành chủ, cho nên mới liên hệ hắn. Anh đang tức là đang dược thiên cấp trong miệng người bình thường, nghĩ đến lấy địa vị của mã huân sẽ nên biết sức hấp dẫn của cái này cũng đủ lớn mã chương ở một bên thì liên tục gật đầu đáp ứng một màn này ba phong thấy cũng trợn mắt há hốc mồm quá thần kỳ rồi cái này đâu khác gì yêu pháp trong truyền thuyết a rất nhanh ba người trở lại khách sạn trình cung thì lập tức bế quan mã chương đã bị hắn sử dụng dược vật cộng thêm tinh thần lực đặc thù khống chế loại khống chế này cho dù sử dụng pháp thuật điều tra cũng điều tra không được cái gì cho nên trình cung căn bản không cần để ý tới tuy kế hoạch rất chu đáo cơ hội thành công cũng rất lớn nhưng trình cung vô cùng rõ ràng trong này có mạo hiểm rất lớn cho nên phải nắm chặt tu luyện mau chóng tăng lực lượng lên mới được may mắn trong tay mình hiện tại đã có thủy nguyên châu đây là đồ cải biến thể chất tăng tiềm năng thân thể lên tốt nhất chỉ là hiện tại không có biện pháp luyện chế thành đan dược bởi vì như vậy hiệu quả mới lớn nhất nhưng không có cách nào a à lúc này trình cung trực tiếp ngậm một viên bắt đầu tu luyện. Âm dương vạn vật quyết là công pháp hấp thu nguyên khí thiên địa vạn vật tu luyện, có một khỏa thủy nguyên châu ở trong miệng, tốc độ trình cung tu luyện so với người bình thường nhanh hơn không chỉ 10 lần, hơn nữa theo lực lượng tăng lên, thân thể còn lần lượt đạt được cải biến, trình cung cũng không có sốt ruột sử dụng trí dương chân hỏa lần nữa. Bởi vì trí dương chân hỏa có thể làm tiến độ tu luyện nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng tiêu hao nội tình, tiềm lực bản thân không thể chỉ thấy lợi trước mắt trước phải biến mình thành đập chứa nước sau đó nghĩ biện pháp biến thành hồ nước thậm chí trở thành biển lớn mênh mông chỉ có như vậy mới có thể đạt tới đỉnh phong ở kiếp trước trình cung đạt được âm dương vạn vật quyết mặc dù không có chí dương chân hỏa nhưng cũng nhận được một ít hỏa diễm cùng lực lượng cực kỳ hy hữu lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy thực lực tăng vọt nhưng đã đến trình độ nhất định mới phát hiện phía trước sai phía sau cần trả giá thật nhiều nếu như không phải vì nguyên nhân này cho dù không có chí dương chân hỏa, trình cung cũng đột phá đến đan đạo tông sư rồi, thậm chí có thể sinh ra chí dương chân hỏa trong cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn là kém một bước, cho nên ở kiếp này trình cung rất cẩn thận, vừa mới bắt đầu là tìm kiếm dược vật gia tăng nội tình, tìm lực làm chủ, có được thủy nguyên châu, trình cung tu luyện 4 ngày so với một tháng còn mạnh hơn rất nhiều, cảm giác thân thể càng có sức sống, lúc này, hai người trình cung cùng ba phong đi theo sau lưng mã chương, Lúc này bọn họ là thủ hạ vừa mới tuyển của Mã Chương, đang bước nhanh ra cửa nghênh đón Mã Huân đến, năm con khoái mã, mỗi một thớt đều thần tuấn vô cùng, làm cho ba phong cùng Trình cung nhìn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Những tuấn mã này đều là bảo mã trên thảo nguyên, ngày đi nghìn dặm đều là sự tình phi thường đơn giản, bất quá hai con tuấn mã trải qua trình cung dùng dược tề kích thích bồi dưỡng, hiện tại so với những bảo mã này cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm năm con ngựa bước ra như một lúc nam tử trước nhất dừng lại bốn con ngựa phía sau cũng cơ hồ đồng thời dừng lại không có bất kỳ tiếng động ca chúng ta đợi ngươi vài ngày rồi mã chương lập tức hưng phấn đi thẳng ra ngoài hắn đã nói qua với trình cung chuyện hắn cùng mã huân trước kia bọn hắn thất lạc trong chiến loạn thẳng đến gần đây mới quen biết nhau nếu không mã chương cũng sẽ không lăn lộn thảm như vậy mà hắn quen ở đây cộng thêm lực lượng yếu cho nên không đi tới cùng phong mã bang cùng mã huân ân Mã hôn nhẹ gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn trên người ba phong cùng trình cung một chút, thời điểm nhìn trình cung, hắn hơi dừng lại, nhưng cũng chỉ là thoáng mà qua, hiển nhiên trong mắt hắn, cái tuổi này đạt tới hoán quốc kỳ tầng 8 rất không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ, thân là phó ban chủ, cái gì hắn chưa thấy qua, bái kiến cửu đương gia, trình cung cùng ba phong lập tức dựa theo quy củ thi lễ, các ngươi tiếp người của ca ca ta, ca, chúng ta vào trong nói chuyện. Mã chương nhiệt tình lôi kéo mã hôn tiến vào bên trong, Mã Huân không nghi ngờ có lừa dối, trên mặt lạnh lùng âm trầm cũng lộ ra dáng tươi cười. Bốn tên này ít nhất đều là tẩy tủy kỳ đỉnh phong, có một cái thậm chí có thể là phạt mạch kỳ, trong nội tâm trình cung thất kinh, xem ra cùng phong mã ban này rất cường đại. Về phần mã huân vừa rồi kia, chỉ sợ thật sự đã đột phá võ trung thánh giả. Đến, đến, các vị đại ca đường xa mà đến, lão đại của chúng ta sớm chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất lão đại của chúng ta cùng cửu đương gia sẽ có rất nhiều chuyện để nói chúng ta chậm rãi uống trình cung lập tức kéo mấy người bọn hắn qua bên cạnh uống rượu bởi vì trình cung là người của mã chương mà mã chương là thân đệ đệ của mã huân có tầng quan hệ này bọn hắn căn bản không có phòng bị gì đi theo hai người trình cung vào ăn uống thả cửa a à, mã chương ta là ca ca ngươi ngươi làm gì vô liêm sĩ tại sao có thể như vậy a à, chưa đủ nửa khắc đột nhiên nghe được trong nội viện truyền đến tiếng trống giận trình cung bên này bốn cái kia đã sớm ngã xuống vừa rồi trình cung không dám động thủ đối với bọn họ cũng giả bộ như uống rượu té xỉu chỉ sợ tinh thần lực của mã hôn lưu ý bên này thời điểm nghe thanh âm bên kia trình cung cùng ba phong mãnh liệt nhảy lên hai người trực tiếp rơi xuống cửa ra vào đối mặt loại tồn tại này hai bên kém nhau quá lớn kế hoạch lúc đầu của trình cung cũng có một ít cải biến cho mã chương đi theo mã hôn uống rượu đoạt lấy không gian giới chỉ trên tay hắn, sau đó giết hắn, mặc kệ thành công hay không, bọn hắn bên này đều lập tức rút lui. Bành, một bóng người phun máu bay ra, đúng là Mã Chương, trong tay thì cầm một cái nhẫn, nhìn thấy Trình Cung trực tiếp ném cho Trình Cung, chủ nhân, chiếc nhẫn, đi. Trình Cung chụp lấy chiếc nhẫn, thúc ngựa chạy như điên. A, à, giờ phút này, một tiếng nổi giận vang lên, sau đó một đạo quan mang trực tiếp anh sập tiểu viện này, Mã Chương cũng bị nện đến phía dưới. Mã Huân thì ở trong phòng, dựa vào vách tường đứng ở đó, tay ôm bụng, trên bụng có một thanh đoạn đao cắm sâu, vừa rồi nếu không phải hắn trốn nhanh, một đao kia đã có thể cắm vào trái tim hắn rồi, tinh thần lực của hắn đã sắp đến cực hạn, phát ra một kích cuối cùng kia cũng không có khống chế tốt, nghe tới Mã Chương hô chủ nhân, còn ném chiếc nhẫn, thấy hai người kia cưỡi ngựa chạy thoát, không có chú ý hắn, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng mà một kích kia của hắn đã rút sạch sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tường viện đè mã chương ở phía dưới, không quản các ngươi là ai, mã huân ta thề, tất giết các ngươi, giết, 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 mã huân không nghĩ tới, chơi ưng cả đời, hôm nay lại bị ưng mổ mù mắt. Cả đời hắn đoạt người khác, giết người vô số, tung hoành biên cảnh thảo nguyên cùng Lam Vân Đế Quốc, không nghĩ tới vậy mà, vậy mà để cho người khác tính toán, hơn nữa còn là hai tiểu gia hỏa hoáng quốc kỳ, ba phong thúc ngựa vọt tới trước, cảm giác phía sau có một đạo lực lượng cường đại chưa từng có nhịn không được quay đầu lại chứng kiến đạo quang mang kêu oanh sập một tiểu viện lực lượng thật đáng sợ a à. đây là sau khi hắn trúng dược vật của trình cung bị mã chương đánh trọng thương còn có thể như thế lập tức nhìn về phía trình cung cùng không gian giới chỉ trong tay hắn đã thành vậy mà thật sự đã thành sự tình không có khả năng hoàn thành cứ như vậy hoàn thành trình cung vậy mà thật sự đoạt được không gian giới chỉ trong tay phó ban chủ cùng phong mã bang có được lực lượng siêu phàm kỳ, nhưng lại không hư hao chút nào. Giờ phút này, Ba Phong cảm giác được vô cùng kích thích, những ngày này ở chung cùng Trình cung mới phát hiện thời gian trước kia quả thực quá bình thường, kích thích, loại kích thích này làm cho huyết mạch Ba Phong bành trướng, hưng phấn không thôi, thực chất bên trong hắn là ưa thích loại kích thích cùng khiêu chiến này. Đột nhiên, Ba Phong nghĩ đến một việc, lập tức sẽ trở về Đế đô Vân Ca thành rồi, nhiệm vụ đã xong. Đây chẳng phải là nói sau này mình sẽ trở lại sinh hoạt nhàm chán kia sao, vừa nghĩ tới cái này, hắn có một cảm giác sống không bằng chết. Chương 30, ngươi có để cho người sống hay không? Trình Cung cùng ba phong một hơi chạy hơn ngàn dặm, sau đó mới vòng qua địa phương không người, bắt đầu vụng trộn chạy về Vân Ca Thành. Vốn kế hoạch lần này là Hoàng Mỹ, triệt để đánh chết Mã Hưng, nhưng cuối cùng vẫn có một chút lầm lỗi, cũng may Trình Cung đã đoạt được không gian giới chỉ. Liên tiếp cẩn thận ở địa phương hoang dã hai ngày, Trình Cung mới tìm thời gian dừng lại nghiên cứu cái không gian giới chỉ này, bên trên điêu khắc vô số trận pháp rất nhỏ, ở kiếp trước Trình Cung cũng có chút nghiên cứu phương diện này, bởi vì hắn phát hiện mình gặp bình cảnh chính thức bị khống trụ rồi, vì vậy bắt đầu dùng tinh lực phóng tới phương diện khác, ý đồ muốn tìm kiếm cơ hội đột phá, cho nên mới có thể liếc mắt là nhận ra trận pháp bên trên này, bên trên có 12 cái trận pháp xem ra cái không gian giới chỉ này mạnh hơn cấp bậc thấp nhất một ít, chỉ là vừa dùng tinh thần lực điều tra, liền bị ngăn trở, bên trên có lưu tinh thần lạc ấn của Mã Huân. Phương pháp bài trừ tinh thần lạc ấn cũng không nhiều, trong đó có dùng lực lượng bài trừ, cái kia phải có tinh thần lực mạnh hơn gấp 10 lần so với đối phương mới có thể làm được, bởi vì bản thân tinh thần lạc ấn dung hợp cùng không gian trận pháp, tài liệu làm một thể, nếu như không thể lập tức phá hủy, rất dễ dàng làm cho cả không gian giới chỉ hủy diệt. Những phương pháp khác so với cái này càng khó hơn rất nhiều, tỉ như sử dụng mảnh vỡ không gian cưỡng ép xuyên qua, hoặc là phân giải không gian giới chỉ này một lần nữa, sau đó dung luyện, có thể nói càng về sau độ khó càng lớn. Trước mắt những biện pháp này hiển nhiên không thích hợp, cuối cùng trình cung vẫn là đánh chủ ý tới hư không âm dương đỉnh, nó được xưng cửu châu đệ nhất thần khí, huống chi bên trong có được chí dương chân hỏa những ngày này dùng thủy nguyên châu làm cho nội tình thân thể tăng mạnh, để cho trình cung sinh ra ý niệm mở hư không âm dương đỉnh ra trong đầu, dù sao hiện tại hư không âm dương đỉnh chưa mở ra một phần mười, nếu như mở hết hư không âm dương đỉnh, thì có thể nhanh chóng nhìn xem bộ dáng của nội đỉnh cửu châu đệ nhất thần khí như thế nào, phải chăng mình có thể sử dụng nó luyện đan, lúc nào có thể lấy cái đồ chơi này ra khỏi cơ thể mình. Trong miệng trình cung ngậm thủy nguyên châu, tay phải nắm lấy không gian giới chỉ, chậm rãi thôi động nắp đỉnh hư không âm dương đỉnh, nắp đỉnh lại mở ra một ít, chí dương chân hỏa bên trong lập tức lao ra, trình cung sớm có kinh nghiệm, điên cuồng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, đồng thời tìm cơ hội vận chuyển một tiêu chí dương chân hỏa sắp tiêu tán đánh vào trong không gian giới chỉ, chí dương chân hỏa cường hãn, mặc kệ đối phương là không gian trận pháp hay là tinh thần lạc ấn, lập tức tan rã toàn bộ, trong nội tâm trình cung vui vẻ, quả nhiên hữu dụng nhưng đột nhiên cảm giác bên trên không gian giới chỉ phát ra một tiếng giòn vang lúc này trình cung mới phát hiện tuy chí dương chân hỏa này trải qua âm dương vạn vật quyết hấp thu tiêu hóa nhưng vẫn cương mảnh như trước sau khi đánh xuyên qua không gian trận pháp tinh thần lạc ấn tan rã thì thiếu chút nữa hủy diệt không gian giới chỉ nhưng lúc này trình cung đã phóng thích chí dương chân hỏa đi ra cũng không còn thời gian phân thần chú ý dù sao đã như thế có nhìn hay không cũng đồng dạng trước vẫn là chuyên tâm tu luyện a à. chấm 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 a à, mã huân đang điều dưỡng thương thế đột nhiên cảm giác đầu đau đớn một hồi hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lạc ấn của mình bị hủy diệt đáng giận vậy mà hủy diệt tinh thần lạc ấn của ta là người nào loại chuyện này khẳng định không phải hai cái hoáng quốc kỳ kia có thể làm được là lam vân đế quốc hay là đám người trên thảo nguyên kia hay là người trong bang làm bất kể là ai hại chết đệ đệ của ta cướp đoạt không gian giới chỉ của ta thù bất cộng đái thiên, thù này không báo, thề không làm người. Mã hôn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích xuống dưới, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hơn 10 mét. Hắn hận a, à, cũng không biết độc dược trên cây đao kia là gì, dùng lực lượng của mình, còn phục dụng vài hạt liệu thương đan, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Loại thủ bút này khẳng định không phải người bình thường có thể làm được, cho nên mã huân càng khẳng định, có người sau lưng muốn đâm mình. Về phần hai tên tiểu tử kia bất quá là quân cờ mà thôi, chờ mình khôi phục xong, cho dù dùng hết tài phú mà mình tích góp bao nhiêu năm, nhất định cũng phải tìm ra bọn chúng, tìm ra, tìm ra, chấm chấm chấm, ha ha. Đột phá, vậy mà mình đột phá, đây chính là bình cảnh lớn nhất của Hoáng Quốc kỳ A, vô số người bị kẹt ở cửa ải này cả đời cũng khó đột phá. Một khi đột phá cửa ải này, vậy thì thật sự đi vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Ta sắp tới tẩy tuỷ kỳ rồi, bên trong rừng cây nhỏ, ở đây không có người ở, đột nhiên truyền đến một tiếng cười to vui vẻ. Ba Phong cũng không thể tin được, mình mới từ hoáng quốc kỳ tầng thứ bảy đạt tới hoáng quốc kỳ tầng thứ 9 không đến một tháng, chờ đợi ở chỗ này cũng không đủ 20 ngày, vậy mà mình thật sự đột phá. Cái này nếu là dựa theo cách nghĩ bình thường của Ba Phong, đột phá hoáng quốc kỳ tầng thứ 9, cho dù dừng lại 2 năm thậm chí 3 năm cũng rất bình thường nhưng trước sau mình chỉ dùng không đến một tháng. Hiện tại ba phong là triệt để tin tưởng trình cung nói rồi, sau này mình sẽ tăng lên rất nhanh, lực lượng máu huyết hắc yêu báo vương trong cơ thể mình sẽ dần dần bị kích phát. Hơn nữa sau khi ba phong hưng phấn đột nhiên nghĩ đến, trong khoảng thời gian này dược vật mình ăn, so với 23 năm trước kia còn nhiều hơn gấp bội. Hơn nữa kỳ ngộ lần kia của mình, dùng trình cung nói, chỉ cần không phải mình ngu ngốc, đột phá là chuyện rất bình thường. Đại thúc đã đột phá, vậy thu thập thoáng một phát, chúng ta phải trở về, nhoáng một cái đã đi vài ngày rồi. Lúc này, thanh âm bình thản của trình cung vang lên sau lưng ba phong. Tốt, ba phong đáp ứng, nhưng hắn đưa tay nắm chặt trảm mã đao, chợt xoay người chém tới, tiếp ta một đao, toàn phong trảm. Những ngày này nhìn trình cung biến hóa, nhìn hắn từ hoán cốt kỳ tầng thứ hai đuổi theo rất nhanh, lực lượng thực chiến cũng không kém mình bao nhiêu. Những ngày này tu luyện, ba phong liền suy nghĩ tràn cảnh lúc trình cung chiến đấu, Mỗi lần luôn có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, muốn chiến cùng một trận, trước kia bị tiểu tử này làm tức giận đến ngũ tạng bốc hỏa, lại bởi vì hắn là cố chủ, cộng với tuổi cùng lực lượng kém quá xa, bất tiện động thủ, nhưng lúc này sau khi lực lượng của ba phong tăng vọt, lại rất muốn chiến một trận cùng Trình Cung, từ trong nội tâm hắn đã sớm coi Trình Cung là đồng cấp. Thậm chí nhiều lần tính toán qua trong đầu, nếu như dốc sức liều mạng mà nói, mình hơn phân nửa sẽ chết trước giờ phút này nhân đao nhất thể đao mượn thế người trảm mã đao mang theo khí tức huyết hồng hóa thành một đạo hồng quang bổ về phía trình cung làm gì đó rút đao a à? ba phong vốn hưng phấn đột nhiên cả kinh bởi vì trảm mã đao của hắn đã đến phụ cận vậy mà trình cung như không hề cảm giác đứng ở nơi đó cũng không có rút đao nghênh chiến giờ phút này tuy ba phong còn lưu lại hai phần nhưng đó là dùng để nghênh đón trình cung đột chiêu ra chiêu muốn dựa vào những lực lượng kia thắng ngay là không có khả năng tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt, ba phong muốn mở miệng hô cũng không kịp rồi, thời điểm hắn sắp chém vào trình cung, trình cung đã động. Hào quang màu đỏ trong cơ thể trình cung lóe lên rồi biến mất, lập tức trên tay trình cung ngưng tụ một tầng quang mang màu đỏ hơi mỏng, không phải là hào quang nguyên khí của hoáng quốc kỳ, tuy có chút tỏa sáng như trước, nhưng mà ngưng như thực chất, giống như mặt vào một tầng nhuyễn giáp trong suốt, trình cung lấy tay hóa đao, bộ pháp dưới chân sau phát mà tới trước, trước khi đao đến đỉnh đầu, cổ tay trực tiếp đánh vào bên trên trảm mã đao của ba phong. Bành, trảm mã đao bị chấn khai, ba phong khống chế thân hình không nổi, trực tiếp đánh bay trên mặt đất. Cũng may hiện tại hắn khống chế lực lượng rất mạnh, tay kia chống xuống đất nhảy lên. Sau đó nghẹn họng trân trối nhìn tầng ánh sáng màu đỏ trên tay trình cung kia, nguyên khí tẩy tủy, ngưng khí thành cương. Đây là tiêu chí tiến vào tẩy tủy kỳ mới có. Tẩy tủy kỳ, trên chiến trường đã có tư cách trở thành tướng lãnh, coi như là ở Vân Ca Thành, đó cũng là bước vào hàng ngũ cao thủ rồi trình cung vuốt vuốt tay phải xem ra nguyên cương hộ thể này cũng phải đủ mạnh mới có thể trang bức nếu không phải thân thể mạnh hơn người bình thường một chút thì vừa rồi cho dù tay không có phế bỏ khẳng định xương cốt cũng đoạn đây vẫn chỉ là cường một chút ngươi có để cho người sống hay không ba phong như là bị kích thích quá lớn đột nhiên giống như lâm vào điên cuồng nhịn không được quát trời ạ à, ta ở hoáng cốt kỳ mấy tháng thậm chí một năm mới có thể tăng lên một tầng nhưng ngươi tổng cộng mới bao lâu, lúc ngươi đi ra chỉ là hoán cốt kỳ tầng thứ hai, nhưng ngươi nhìn xem ngươi bây giờ, bây giờ ngươi đã là tẩy tủy kỳ rồi, tẩy tủy kỳ, ngươi có biết tẩy tủy kỳ đại biểu cho cái gì hay không? Lúc ta đi ra so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, hiện tại cảm giác mình có cơ hội đạt tới tẩy tủy kỳ đã đủ để không thể tưởng tượng nổi rồi, bởi vì thời gian này quá ngắn ngủi. Vậy mà ngươi đạt tới tẩy tủy kỳ trước ta, ngươi bảo ta phải nói với ngươi như thế nào đây? cái này cũng chưa tính, như vậy ngươi còn nói chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút, đây không phải ngươi khiêm tốn mà là dối trá, cường độ thân thể kia của ngươi, chưa có đạt tới tẩy tủy kỳ đã mạnh mẽ như vậy rồi, hiện tại đoán chừng đã là tẩy tủy kỳ tầng năm trở lên, ngươi còn dám nói không mạnh, ta cũng không biết nói ngươi như thế nào rồi, chẳng lẽ ngươi không kích động sao, ta cũng sắp bị ngươi kích thích đến phát điên rồi, ba phong nói không ngừng, bởi vì hắn thức sự quá kích động bởi vì hắn đã từng đi qua, kia là đoạn đường rất vất vả, một năm lịch lãm rèn luyện, sinh tử chém giết, mới có thể tăng lên một tầng hoặc là nhiều hơn một tầng chút ít, hơn nữa càng đến hậu kỳ càng khó. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó đột phá hoáng quốc kỳ tầng thứ 9, nhưng những bình cảnh này đối với trình cung mà nói, hoàn toàn giống như không tồn tại. Đi theo bên cạnh trình cung, ba phong cảm giác mình giống như là những con ngựa bình thường, nhiều lắm là chạy hai ba trăm dặm một ngày, mà lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng trình cung là loại tuấn mã này, một ngày năm 600 dặm là không có vấn đề. Về sau phát hiện hắn là đỉnh cấp bảo mã có thể ngày đi 2.000 dặm, nhưng hiện tại ba phong cảm giác mình đoán sai rồi. Tốc độ này của trình cung là bảo mã lương câu, đây là long mã ngày đi mấy vạn dặm trong truyền thuyết A.